đạp con kiến cũng phải thường cái mạng. Mà mình bị bệnh cảm mà mình biết mình sẽ lây, đừng nói chi Covid, mà mình không đeo mặt nạ là mình chẳng những về đây tạo thêm nghiệp á. Cho nên đừng có nói sư phụ không có nhắc nhở nha. Trước tiên phải đeo mặt nạ nếu mình bị cảm. Mình với cha ở đâu cũng được. Ở đây thì cha cũng nhự, ở đây chỗ nào mà có con cha tạo ra một cái nơi để mà hội thiên tụ tập thì cha đều ở đó. Cho nên cha cũng đang ở đây. Rồi sau này thuận duyên á thì mình sẽ xây cái điện cha khổng lồ bự cỡ cái building này vậy đó, ở trên đỉnh núi Thiên Long Sơn. Thì lúc đó thì khỏi phải chạy tới chạy lui. Còn thời gian đầu lúc nào cũng vậy, thời Phật Thích Ca cũng vậy, ngài phải đi khắp nước Ấn Độ luôn, đi để mà đi mà không biết chừng nào tới. Thời Chúa cũng vậy, thời nay cũng vậy, thời Mohammed cũng vậy, phải đi từ thành Mecca cho tới thành gì đó, phải chạy tùm lum. Thì hôm nay chúng ta cũng phải vậy thôi. Cho nên mưa mà mình được cái nơi che nắng che mưa vậy là quý đó rồi. Bớt chào sư phụ nha, tại sư phụ mới ra nhập thất mà gật thôi là mỏi cổ á. Họ thiên là đừng có khách sáo, sư phụ không giống như mấy ông thầy đâu. Gặp mấy ông thầy không chào mấy ông giận, còn gặp sư phụ chào là sư phụ giận ngược lại. Tại vì sư phụ chỉ là anh các con thôi, chỉ mang sắc phàm thì nó như vậy, chứ còn ở trên trời chúng ta là bạn nhau á. Tối ngày cứ bay đi bắt bướm như coi hay ha, coi hoa đâu không à. Xuống đây chẳng qua là lập đạo triều tinh thôi, nên bớt chào nha con. Mặc dù chứ không, đứa nào mà thụ né đó, có nghĩa là đứa đó hào quang còn đen á, gán tu, chứ không phải sư phụ có không có cảm tình đâu. Đã là họ thiên ai thì thụ coi cũng giống hệt nhau. Chỉ có một cái á, là cái luật này là luật của thiên đình. Mấy chư vị hộ pháp sư phụ lúc nào cũng là mấy vị A-la-hán. Người ta sợ xuống ở thế gian lắm, mình chúng ta đang ở trong chuồng gà hôi hám. Thì mấy vị nói á, bất cứ ai người đời hay là người cõi âm đều thấy sư phụ giống như là bóng đèn bưng bước chạy tới. Thì những vị hộ pháp xung quanh đây nè, trong vòng 6 bước là bao phủ vòng tròn của sư phụ. Thì mấy vị không có muốn những cái người mà không có biết quy tắc á cứ chạy tới nhào tới, thì đó là bất kính với mấy vị, chứ không phải là do sư phụ khó tánh hay là gì đâu nha. Cái đó là thiệt á. Thì hiện bây giờ nè, trong vòng 6 bước thì những vị A-la-hán và những vị mà bảo hộ cái sắc phàm với sư phụ á, là lúc nào cũng phủ dây phụ trong vòng 6 bước. Cho nên người lạ không có biết thì không có tội, nhưng mà cũng phải thấy phụ né thì đừng có nghĩ là ồ sao ông nội này tôi bỏ vé máy bay, tôi đi lặn lội đường xa xôi tới đây gặp ổng mà mừng với ổng mà vui với ổng, mà tự nhiên cái bao nhiêu năm nay tôi có cảm tình với ổng mà hôm nay ổng hành động gì tôi thấy bất mãn quá, tôi dẹp ông này luôn đi, dẹp cho thiên luôn. Cái đó là do mình làm mất duyên đó, thì phải coi lại, chứ không phải lỗi sư phụ. Thứ nhất, thứ hai là khi mấy vị hộ pháp cho sau này thụ về Việt Nam cả mấy chục triệu người bu nữa, chứ không phải vậy không, thì mấy vị cũng cần, trong đó có quỷ, có con quỷ con ma cũng hơn phân nửa trong đó, thì mấy vị cũng cần phải đề phòng về mặt vô vi. Còn về mặt đời á thì mấy vị cũng kêu sư phụ cũng phải tự đề phòng, hiểu không? Trời, có Trần Đại Quang chỉ đi vô cái nhà máy lạnh của Trung Cộng thôi mà ông bị cái chén lên đen thui rồi kẹt á. Còn bây giờ sát phàm là cũng vậy thôi, không nữa là người phàm ai nhằn nhào tới để cái gì vô người sư phụ đâu có đỡ tay kịp, dầu cho mấy gì có cũng kịp á, thì cứ thử đi, thử thì sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
giống như sáng bác không kể. Rồi có người đó, có mấy ông thầy với Nam Cơ Ly tối ngày cái đi xỉa sói thiên tâm, nguyên cái gia đình nó cũng xỉa sói thiên tâm, nguyên cái nhà hả bị ăn cướp, rồi bị con cái bị tai nạn khủng khiếp. Sư phụ biết được sư phụ rất là đau lòng, phải khấn cho họ để cho họ đừng có bị mất mạng. Nhưng mà khi mà họ đã thân khẩu ý mà, thì họ đã buông những lời mà xỉa sói cha mẹ rồi, thì rất mà khó mà có cái phước đời này mà được về trời. Sư phụ bảo đảm những cái họ thiên hôm nay trong lúc sư phụ còn hiện tiền mà đã mang họ thiên, sư phụ sẽ cố gắng mang tất cả con về trời hết một đời này. Đó là thiệt. Còn ai mà có phước đeo chiếc vòng của sư phụ thì là chắc ăn luôn, thêm một cái insurance nữa. Còn ngoài ra những con của họ cà gù cà gật hay họ chiên hay là họ giàu hay là họ mã tấu hay là họ kiếm cận hay họ sân chức sân sao, thì cái đó thì đời này họ không hiểu, nhưng mà đời sau bảo đảm họ sẽ hiểu. Vì khi mang một cái thân phàm khác, họ đâu có cơ hội để mà mạnh khỏe mà quyền lực nữa đâu. Họ sẽ mang bị một mười bệnh tật nghèo khó, thì lúc đó mới biết cha biết mẹ. Chuyện rất là tức cười, rất là buồn cười ở chỗ này, mấy đệ tử họ thiên phải nên nhớ. Bất cứ chùa nào, bất cứ nhà thờ nào, bất cứ lễ hội nào lớn lớn khủng khiếp trên thế giới, cả triệu cả tỷ người tham dự, bất cứ ông giáo hoàng nào mà giỏi lỗi lạc mà làm một buổi lễ gọi là buổi lễ về tâm linh á, tâm linh là cũng là thánh cha mình thôi, thì nhưng họ không bao giờ họ ngờ con cha đang đứng đây thay thế cái tiếng của cha để nói lên sự thật để cho họ hiểu, để họ được kịp thời. Trong chùa cũng vậy, thử con đi một cái khóa hội của ba vàng ba đình ba bính thì không cần biết, bất cứ phật tử nào hay là mấy ông thầy nữa hòa thượng vô là lại ăn lại 2 ngày hộ pháp ở trước cửa chùa mình nè, đúng không? Rồi lại mấy ông thần, rồi lại mấy chư thiên, mấy gì chỉ là lính lắc nhỏ xíu của thiên đình của cha thôi, vậy mà lại mấy ngày. Còn cha mà là thượng đế tối cao, vậy mà xỉa sói, vậy bao nhiêu công đức của mấy người đó lại cha, lại mấy vị hộ pháp, lại Phật, có công đức không? Không có. Cho nên đó là tại sao ma quỷ họ rất là xảo quyệt. Gần mấy trăm năm nay họ làm cho tất cả nhân loại quên đi thượng đế, không biết cha là ai, họ nhận giặc làm cha đó, không biết cha mình tối cao mà họ quên lãng, đến ngôi miếu nhỏ vậy mà cũng quên, cũng không có mẹ mình đó. Đó là thiên ma nó làm. Cho nên hôm nay tại sao cha rất là buồn, lập cái thiên tâm để mà tất cả con của cha quay tụ về để nhớ cha. Mình không khấn, mình không nhớ cha mẹ mình, cha mẹ mình làm sao cứu được mình? Cũng giống như các đệ tử có con cái nhỏ nhỏ, nó đi học hay nó làm gì, nó ăn chơi hay nó bồ bịch mà nó không có chịu gọi về, Tết nó cũng không có về thăm mình, thì làm sao mà mình lì xì cho nó, làm sao mà mình biết nó sức khỏe như thế nào để mà mình lo cho nó? Nhưng mà nước mắt không bao giờ chảy ngược, cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Đó là lý do sư phụ phải chịu khổ mang thân phàm để nhắc lại chúng ta có cội nguồn, chúng ta có cái chân linh, là cái thần linh hồn rất là quan trọng, là do cha tạo ra một cái phần thân xác của cha tạo ra cơ thể này, rồi mẹ tạo ra cái chân thần của chúng ta để rồi mang cái thân người để mà đi học. Cái thân người cũng như cầm tập đi học, mặc áo đi học thôi à, áo trắng quần xanh đi học thôi. Cái thân này nè, trăm năm này nè, cơn gió thoảng nè. Còn cái thân hồn sẽ bất tử, linh hồn sẽ bất tử, sẽ về với cha. Rồi đứa nào mà học không xong mang cái thân người để mà làm học rớt là phải thi lại, đúng không? Chứ đâu phải học rớt rồi cha cho về đâu. Nhưng mà một lần mà mang thân người mà không có bệnh tật, mà nghe được tiếng Phật pháp, có thầy, có bạn đạo, có thiện tri thức, đó là đại phước.
Còn lỡ như mình mang thân người làm người phi châu rồi sao? Lỡ như mang thân người làm người như tụi ở bên Dĩ Ra Xa rồi sao? Hay là mấy thằng khủng bố nó mang danh cha rồi, nó nói nó giết người rồi, nó được cha thưởng 500 cô tiên. Thì không bao giờ có chuyện đó. Mang thân người mà thân người Việt Nam kìa, là bây giờ nè, mới là cực kỳ là đại phước rồi. Là giống như trúng số là được 5 số rưỡi vậy, còn nửa số nữa là lãnh thưởng rồi. Vậy mà không gán nữa, thì đợi đến mang thân người nào mới chịu khó. Sư phụ nói chuyện này, nói chuyện để cho mấy con có cái cơm, có bữa lễ. Thì mấy con đã làm lễ rồi, sư phụ theo dõi cái live stream của Trinh. Nãy sư phụ cũng ở ngồi thiền ở phía bên văn phòng sư phụ. Thì cha mẹ có về, thì sư phụ có lại sám hối ở bên đó. Giờ đã lại sám hối 2 tuần lễ bữa nay rồi. Thì sư phụ canh vừa hết bữa lễ sư phụ tới, thì mấy con cứ tự nhiên ăn uống. Thì sư phụ nói thì sư phụ cứ nói, đứa nào đói thì cứ ăn nha. Rồi xong cái này hết mưa thì về núi. Tại vì về núi với điều kiện là người nào lái xe phải lái cho đàng hoàng, lái thẳng lên luôn, đừng có đậu xe nhiều dưới phố trên ở dưới. Còn người nào không có xe thì phải đi người có xe, mình chỉ đậu khu công giáo với ở trên đó thôi, đừng có đậu ở dưới nhiều thì mấy tụi gọi là con ma con quỷ á, nó kiếm chuyện với hụ nữa. Cái nạn của Thiên Long Sơn nó sẽ hòa. Mấy vị nói cái gì nó cũng có vấn đề của nó, bề trên đã sắp xếp. Thì hôm nay người Mỹ họ chưa biết, họ làm khó làm khổ, làm đủ thứ với sư phụ. Thì sau này họ sẽ hối hận nhiều, thì cái đạo nó sẽ càng lớn mạnh nhiều trong tương lai. Đó chỉ là vậy thôi, đó là bề trên giải thích. Trong đời sư phụ chỉ có một cái chìa khóa để mở, và sẽ mở tất cả. Từ hội thiên cũng vậy, các con đi theo sư phụ cũng là người ngồi chung thiền, sư phụ là người thiền trưởng. Thì trước thiền chúng ta bị lắc lư thì các con cũng bị say sẩm mặt mày. Thì người thiền trưởng là trách nhiệm nhiều nhất, đó là sư phụ là khổ tâm nhiều nhất. Chúng ta chung nhau hết cái chìa khóa, một chìa khóa nó mở ra thì tất cả những cái khác nó mở hết. Lâu nay thì mấy vị nói 5 năm nay chỉ là dòng ngoài thôi, bây giờ vô dòng trong. Đó là một vị nói, một lời của vị khác nói. Lâu nay chỉ nói bưng quơ thôi, bây giờ là thiệt. Cho nên sau cái Tết này sư phụ sẽ về mặt giấy tờ mình cũng phải làm. Thì sẽ có một cái đảng tên là đảng Thiên Việt, cũng giống như đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa vậy đó, cũng giống như đảng Cộng sản quốc tế vậy đó. Thì lúc đó tất cả những hiện tài sẽ vô cái đảng Thiên Việt. Còn cái đảng Thiên Tâm này thì ai lo tu lo tu, nhưng mà muốn vô đảng Thiên Việt của Thượng Đế thì cũng sẽ vô. Thì những người có chánh nghĩa, những người nó cũng như một cái nhà Thiên Tâm, bên cửa trái bên Tây thì là Thiên Tâm, thì chúng ta là Thiên Tâm. Bên cửa Đông là Thiên Việt. Thiên Việt là những người con Việt Nam do Thượng Đế đưa ra hải ngoại 6 triệu người. Những người có tinh thần trắc trở ngày đêm với dân tộc, để mà khi một cơn gió thoảng thổi thì những cái cửa Đông này chưa có biết cửa Tây thì cũng không sao, miễn vô trong nhà họ Thiên là được. Tại vì không phải một đời người, một cái đầu mà có thể làm được. Mấy con làm một nghề thôi, chứ mấy con làm nhiều nghề quá. Nhất nghệ tinh, nhất tinh vinh. Thì những nhà chính trị gia, những nhà lỗi lạc có lòng yêu nước, họ không có hiểu về tâm linh, nhưng họ có lòng yêu nước, họ chết họ vẫn thành thần. Các con chết sẽ thành tiên, các con không có cần liên quan đến chuyện đời. Nhưng mà những cái người đi vào cửa Đông á, họ chết họ thành thần, sinh di tướng, tử di thần. Nhưng mà kêu một ông tướng mà kêu mà ngồi gõ mỏ như kiểu ông Trinh rất là khó, đúng không? Chỉ có mình sư phụ làm được thôi. Muốn gõ mỏ sư phụ thuộc lòng Kinh Lăng Nghiêm mà, là sư phụ gõ mỏ. Còn muốn sư phụ
là cái gì thì phụ làm cái đó, tại phụ là con cha, cho nên phụ đa tạng, phụ làm đủ tất cả. Phụ học ca mấy tháng phụ ca được, phụ đánh đàn tôi muốn đánh phụ chỉ cần học 3 tháng phụ làm được. Thì cho nên họ thiên chúng ta sẽ có hai cửa, thì sau này đâu sẽ ra đó, đó là lệnh. Chú hộ làm theo mỗi thời gian, mỗi giai đoạn, mỗi tuần, mỗi tháng đều có sự biến chuyển, để cuối cùng rồi sẽ lập hội Long Hoa. Hội Long Hoa sẽ có cửa Đông và cửa Tây. Tây là về Tây Phương, Đông là thần, là những người mà trước 75 hay là đảng hay là gì hết. Trong đó nó có cái cương lĩnh, cương lĩnh sẽ nói lên Thiên Việt sẽ làm gì, Thiên Việt sẽ làm gì cho đất nước, Thiên Việt sẽ đi về đâu. Và khi trong thời gian đang trong lúc mà ngưỡng cửa này, Thiên Việt có trách nhiệm gì, những người tài đứng ra. Hôm qua sư phụ sáng nói với Đức Thầy, thì thầy trò cuối năm thì sư phụ cũng chúc mừng giống như mấy con chúc mừng cha mẹ, giống như hôm nay đến chúc với cha vậy. Thì Đức Thầy mặc bộ đồ trắng, cũng giống như kiểu sư phụ ngày qua mặc nguyên một bộ đồ màu nâu, thường thường ngày xưa Đức Thầy mặc đồ đen. Đức Thầy hiện về trước mặt sư phụ, thì thầy trò kể lễ. Thì trước tiên sư phụ sáng nói, tại vì lúc lộ cơ quá rồi, cái mang danh Đức Thầy nhiều quá, không phải là mang danh, đó là thiệt. Cái thiên tâm chúng ta là do Đức Thầy nói ra và dạy cho sư phụ nha, đó là nên nhớ. Còn cái chuyện mà đạo Vũ Sơn Kiều Hương hay đạo Hòa Hảo nó có liên hệ gì hay không á, thì sư phụ cũng không có dám nói trong lúc này. Để khi thầy trò, sư phụ chỉ nhắc lại, sư phụ có hứa với Hòa Hảo sẽ về với họ, sư phụ có hứa với con là ta sẽ gặp con trên đất mẹ nữa. Mấy năm trước sư phụ thường nói mấy clip, thì gặp thì sẽ gặp. Nhưng mà bây lúc này á, con phải giữ gìn sức khỏe á, và dạy cho mấy đệ tử của mấy con á, là các con á, là phải tinh tấn và giữ vững lòng tin. Ngay trong lúc này ma quỷ nó sắp hồi, gọi là giống như hồi quan phản chiếu vậy đó, thì nó sẽ quậy dữ lắm. Và là nó như đá, nếu mà chúng ta đụng với họ, chúng ta cũng chỉ là đau tay thôi. Cho nên tốt nhất chỉ cười nhiễm thôi. Nếu là họ thiên phải vững lòng tin và cười nhiễm, không có nên chọi với những cái người vô nghị, vì họ đã là chai đá rồi, họ không có còn là mang tính người nữa. Lúc này giữa chánh và tà đang chiến đấu kịch liệt, nó cũng giống như 29 tháng 4 xưa vậy đó. Đến nào gà kêu mở cái rồn đó cho nó thoáng khí, để đóng chị bùng biết. Có cái nút màu xanh nó bấm, ở sao có thằng danh nó kêu nó ra mở cái cửa đó giùm xuống. Hôm nay là với cha thì sư phụ nói về với cha thôi, không có nói với cha. Có nghĩa là trong một năm qua chúng ta ít nhiều, kể cả những người mỗi ngày đọc kinh cũng vậy, chúng ta đều có phạm lỗi đúng không? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng tu, tu là sửa mà. Sư phụ bản thân sư phụ á, ngày nào cũng phải coi cái gương, sư phụ đều làm chuyện sai quá trời sai luôn, sư phụ phải sám hối hàng năm. Thì đạo thiên chúng ta chỉ có ngày với cha ngày 9 Tết này, mùng 9 Tết. Thì cha mới là người duy nhất trong vũ trụ này xóa lỗi cho chúng ta. Phật cũng vậy, Phật chỉ dạy những đứa con quay trở về với Phật, Phật không có thể mà dạy những người mà quay lưng với Phật. Cha cũng vậy, cha sẽ xóa tội cho những đứa con của cha hôm nay biết quay về với cha, và cha sẽ xóa tội trong một năm. Một năm thôi nhé, tại năm sau chúng ta làm tiếp, tại vì mang thân người mà. Ngày nào chúng ta cũng đâu có biết ngày mai chúng ta làm chuyện gì. Tại sư phụ cũng vậy, trong một năm sư phụ cũng có đúng có sai, có sai có đúng. Cơ trời cha cho, Đức Thầy cho, tất cả chư vị cho sư phụ ra lộ cơ để mà độ đời. Không lộ cơ, cả trên thế giới hôm nay mấy con đâu ngồi đây đúng không?
không lộ cơ mấy chục triệu người, cả đảng viên, cả nước Việt cũng không biết tương lai đi về đâu nữa, đúng không? Thì lộ thì có lộ đúng, lộ sai 80-90%. Nhưng mà sư phụ làm cái gì đó, nó chuẩn trong một cái bracket, trong một cái giới hạn. Cái quan trọng nhất, bất di bất dịch, không thể mà đổi và cũng không thể giả được. Đó là hôm nay chúng ta sống vào trong cái giai đoạn bỉ cực, là gọi là tận thế. Và một cái quan trọng thứ hai, đó là tiếng nói của Ngôi Thánh Vị Official, đó là tiếng nói của Chuyển Luân Thánh Vương, của con của Thượng Đế, đó là thật. Thân thể sư phụ phân nửa là người phàm, phân nửa không phải người phàm cũng là sự thật. Còn những cái chuyện mà diễn biến ở ngoài đời á, còn khi sư phụ nói năm thứ mà ác trên thế giới này á, nó sẽ đi chìm như thầy thế nịch, đó là sự thật. Và chúng ta sẽ có một cái đời thượng quân thánh đức, đó là sự thật. Đức thầy sẽ xuất hiện để mà gặp chúng ta, để mà dạy dỗ nước Việt, đó là sự thật. Sư phụ sẽ về Việt Nam, đó là mục đích cuối cùng của trong một cái xác phàm này, cũng là sự thật. Còn đứng đây cũng là sự thật. Sư phụ 2 tuần nhập thất lại cho thế giới đừng có bom nguyên tử, cũng là sự thật. Tuy ngày xưa đã sinh rồi, nhưng mà hôm nay nhập thất 2 tuần để lại, để nhắc lại hội đồng chư Phật, làm cho làm sao cho cái quả địa cầu này đừng có tan nát. Hồi bữa nay thằng Nga còn đem bom hạt nhân lên trên không gian, để mà khi mà trái đất nó quay tròn 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 á, ở trên nó muốn bắn xuống đầu là nó thả xuống đó. Còn tưởng tượng nó có đầu óc khùng không? Nó cũng giống như mấy thằng khùng như ôm bom tự sát vậy đó, giống như cái Twin Tower vậy đó, September 11 vậy. Ở cái quả địa cầu này chỉ là một cái nơi thao trường cho tất cả nhân loại, tất cả 96 vạn ức linh căn con của Thượng Đế xuống đây để học, để mà tu, để mà đi về. Chứ không phải xuống đây để đánh lộn rồi để giết nhau. Người giàu quá, người nghèo quá, bất công quá, xã hội không có cái sự gọi là công ty trật tự nữa, cũng chẳng biết cha, cũng chẳng biết thần linh là ai hết. Thời nay là vậy, không ai biết thần linh là ai hết. Thì mới có những cái hiện tượng lạ. Năm thứ lạ của cái khổ: đói, bệnh tật, chiến tranh, bệnh tật, rồi chính trị, xã hội. Thì lúc đó mới có Thiên Tướng Kiệt, mới là lạ nhất trong 8 tỷ người lạ. Để nói ra tiếng lạ, nếu không có lạ thì làm sao để chọi lại được những cái lạ kia. Cái đạo Thiên Tâm ra đời là sao cho cái hậu của cái khổ. Sau khi hết khổ, chúng ta đến thời bỉ cực Thái Lai. Bỉ cực Thái Lai mà không có cái đạo để mà thống nhất tất cả các đạo, thì 10 ông Trâm không có dẹp loạn thiên ma dạng binh đi nữa. Rồi người cũng có một Biden khùng khác thứ hai lên nè, đúng không? Biden hành tờ lên mà làm tổng thống, chúng ta còn chết lớn nữa đó. Cho nên cái đạo mới là cái đi vĩnh cửu nhiều nghìn năm, đó là Thiên Tâm. Thiên Tâm sẽ là thống nhất cho đại đạo trong tất cả các đạo trong tương lai. Nếu quả địa cầu này không có cái đạo Thiên Tâm thì bao nhiêu sau khi cái thế giới này nó sẽ không còn có quả địa cầu nữa. Con người chúng ta sống giống như là người thượng cổ, cứ giết nhau, hơn thua với nhau từ chút, rồi cứ chế những cái loại mà vũ khí ác nghiệt để mà tàn sát lẫn nhau, nó không phải đúng. Thì lúc đó làm sao con người tu được? Hôm nay cái quả địa cầu còn nghe được một chút xíu tiếng nói từ thiên đình gọi là tâm linh, thì hôm nay mới có một số người ngồi đây. Chứ còn nếu mà cái đạo Thiên Tâm mà ra đời trễ 5 và 10 năm thì cứ coi như là không có hiệu nghiệm, không ai còn nghe nữa. Bây giờ các con có bao nhiêu thân nhân, anh em, chú bác, cô dì cậu, bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam bị Cộng sản nhồi sọ 50 năm, nó có biết gì là tâm linh không? Nó chỉ biết mỗi ngày ra: ô, bữa nay nhậu chỗ nào ngon như mày, chỗ nào vui như mày, tối ngày đi tìm vui với nhậu không mày, đúng không? Nó có hiểu cái gì không? Mà trong khi nó đâu bây giờ nó hiểu. Học sinh là người tổ quốc, lo cho mai sau tổ quốc. Nhưng mà cái tổ quốc của mình bây giờ toàn là sáng thức dậy ra toàn là đòi ăn nhậu với vui chơi không? Mấy con nghĩ cái nước Việt Nam sẽ đi như thế nào? Hôm nay
bên Nhật á, có biết bao nhiêu cái bảng coi chừng người Việt ăn cắp này, người Việt ăn cắp nọ, thấy nhục không? Chúng ta là dân trí khôn nhất của Đông Nam Á, đó là con rồng cháu tiên mà, chúng ta đâu phải là người do khỉ để mà đầu thai thành đâu. Mà trong khi nước Việt có biết bao nhiêu nhân tài lỗi lạc, bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu ông bầu đều là bị vô song sắt hay là bị đốt củi hết. Sau này bắt đầu bây giờ tôi rất là bận, sẽ có nhiều chuyện rất là lạ sẽ xảy ra. Hồi xưa giờ mấy con coi theo dõi chương trình cũng đã nhiều lạ rồi, nó sẽ còn nhiều cái lạ nữa. Nó không chỉ có nhiều đây ngừng lạ đâu, lạ đến lúc nào mà mấy con cảm thấy mà không ưa ở nước Mỹ này, ghét nước Mỹ này, tại nước Mỹ sau này nó nghèo hơn nước mình. Các con có tin vậy không? Tại lời Phật nói đâu phải là đùa. Bây giờ thưa tưởng tượng không biết làm sao nha, cái Ring of Fire mà nó mà nổ lên một cái á, nguyên cái Silicon Valley này, cái này là làm 1/4 tiền cho nước Mỹ nè, chỗ mình ở nè, rồi San Francisco mà sập hết, mà cộng với Mỹ Đen với Mỹ nó là chiếm dân số đông nhất của nước Mỹ, thì con nghĩ như thế nào? Nó đâu phải như dân tộc chúng ta mà chịu ngày ăn rau ăn cải rồi sống hôm nay. Việt Nam bây giờ là sống vậy đó, con nghĩ dân ở đây nó sống khổ kiểu đó được không? Bữa nào mà nó thiếu một lon bia thôi là nó xách súng đi vòng vòng ngoài đường đó. Con thấy bao nhiêu mỗi lần ở Los Angeles như New York á. Cho nên một cái triều đại khi lên đi xuống, giống như thời Avalon, thời La Mã, thời Thành Cát Tư Hãn, một thời đại huy hoàng rồi cũng sẽ dập tắt bởi Thượng Đế. Nói chung quy lợi cuối cùng chúng ta, nhân sinh chúng ta có tính cỡ nào đi nữa, 10 Putin, 10 Lenin, 10 Các Mác, hay là Thành Cát Tư Hãn, hay là bao nhiêu triều đại nổi danh, Na Bò Nè Ông, Alexander, rồi cũng sẽ đi vào quá khứ để thay đổi một cái triều đại. Khi một cái triều đại bị cực mà thay đổi trở thành một cái triều đại gọi là hoàng kim á, thì cha mới cho, thường thường cha cho con của cha 12 người con suốt để mà chuyển cái bánh xe qua một cái thời đại mới. Chỉ có người trời mới làm được, người phàm khó làm lắm. Tại vì người trời có tất cả các tầng trời gia hộ, 36 tầng trời, mỗi tầng trời có cả triệu triệu chư thiên, triệu triệu vị Bồ Tát, triệu triệu vị Phật, 36 vị đó mới gia hộ. Còn những cái vị tiên thường hay những người thường khó làm được đó. Thì mỗi một lần thay đổi thời đại đó, thường là con của Thượng Đế xuống. Vào thời đại chúng ta mà Đức Phật Thích Ca đã tiên đoán sẽ có một chuyển luân thánh dương xuống để mà giúp nhân loại bước qua một cái thời đại đó. Mà đâu phải một mình, có 5.000 chư thiên hộ pháp xuống luôn, xuống đóng vai đủ kiểu hết. Trong này cũng có ngồi số Việt Nam quá nhiều. Ở cái thời nay là cái thời khó nhất của tất cả các thời đại mà lập đạo. Ngày xưa Chúa Giê-xu ra đạo thời đó không có nhiều đạo, chỉ khuyên ăn người hiền ở lành, không có nhiều người chống chọi về đạo lắm. Chỉ có những cái thế lực La Mã là sợ Chúa, lôi kéo đông người mới giết Chúa, đóng ba cái đinh. Còn thời nay quá trời đạo và truyền thông quá trời, quỷ dương mà cha mở cổng cho nó lên đây đầu thai cũng quá nhiều. Cho nên thời này là mấy vị nói là khó hơn thời xưa rất là vạn lần. Mà Thiên Tâm hôm nay ra đạo đã rất là nhiều người trên thế giới, dấu hiệu đã khắp toàn cầu, trong đó có rất là nhiều lãnh đạo của Việt Nam nghe được cái tiếng nói này mỗi ngày luôn á. Clip nằm mới là mấy ổng đào lô xuống nghe trước, hay là nghe tiếng nói này thẳng là quá trời mãi quay nè, còn hơn là nghe tứ phủ hay là cậu chính cậu chiếc gì ở ngoài Bắc á, lắc lắc lắc. Cái nào quan trọng hơn? Tại vì những vị thần của thế gian chỉ biết chuyện thế gian,
Tiên biết chuyện của tiên, không có biết cao hơn nữa. Ở trên công ty trật tự lắm. Bồ Tát nhỏ biết chuyện Bồ Tát nhỏ, A-la-hán biết chuyện của A-la-hán, Phật nhỏ biết chuyện Phật nhỏ, Phật lớn biết chuyện Phật lớn, tầng trời số 1 biết chuyện tầng trời 1, đâu biết chuyện tầng trời số 2. Còn tiếng nói của giới hữu là từ tầng trời đại là thiên 36. Những vị Bồ Tát, những vị tiên mà nhập vô hay là điển này điển nọ, chưa chắc nói, chưa chắc hiểu được. Có những người hiểu không được, họ cũng là đúng đó, cũng mẫu nhập vô, nhưng mà mẫu của ngũ hành đi, cũng đâu có biết được chuyện của cha. Trên đời này sư phụ nói, cả đức thầy cũng nói, ta tiên tri sấm cơ sáu uyển, nhưng mà theo lệnh của cha con nói cũng là 80-90%. Giờ chót chỉ có thượng đế duy nhất là người làm cái gì cả nhân loại đều không biết. Nên nhớ quy tắc như vậy nha. Cả sư phụ cũng không biết. Có nhiều người hỏi, ủa sư phụ nói rồi về Việt Nam lãnh đạo nước Việt làm vua kiểu nào, và bỏ phiếu hay là làm cái gì gì. Mấy vị cười mới nói, cơ trời di diệu, con không cần biết trước, miễn làm sao tao biểu ngày nào con ngồi là con ngồi, con đi con đứng là được. Sư phụ cũng giống như đứa con nít, giống như một con cờ thật sự. Ngoài ra mấy vị còn nói, khi xuống trần sư phụ không có được dùng thần thông để mà làm gì hết, phải dùng cái trí tuệ bình thường của như mọi người, gọi là trí bát nhã, mới trị được người. Sau này mới làm một cuốn kinh sống được. Sau này tất cả hậu thế của họ thiên mới coi sư phụ nói gì làm gì thì mới ấy được. Chứ không có dùng thần thông mà bay lơ lửng thì lúc đó nhân loại những đời sau họ sẽ nói, ô tự giờ ổng có thần thông ổng làm được, còn tôi không có thần thông tôi làm được. Thì lúc đó nó khác. Mấy con nên nhớ những máu bê phim đã lưu niệm hàng triệu năm sau, hàng nghìn năm sau, dù không có dùng thần thông, có cũng không dùng, thì mới là cuốn kinh sống. Chứ bây giờ Chúa dư sức biết Chúa ngày nào bị đóng ba cái đinh đúng không? Phật dư sức biết ngày nào Phật ăn cái nấm rơm để mà bị chất độc á, bị chết á, sao không biết được. Tất cả chúng ta đều là đóng phim. Một kiếp người nó phù du như một cái áo. Hôm một ngày con có thể thay áo ba lần, giống như mấy đệ tử bữa Tết. Trời ơi, thay áo vù vù đúng không? Màu đỏ, màu vàng. Thì một đời người cũng như cái áo. Còn trong mắt sư phụ hiện bây giờ luôn, một đời người là cơn gió thoảng. Huống chi chiếc thân của sư phụ không phải chỉ đang mang thân Ngô Tuấn Kiệt này, mà còn mang thân ở những cái hành tinh khác cả chục chiếc thân nữa. Mỗi một chiếc thân nó giống như mỗi một cái copy của một cái lập trình thôi. Có không phải một mình thiên tử mà ngồi ở đây không đâu. Nó cả quả địa cầu này so với sư phụ nó rất là bé nhỏ. Còn lo cho một cái nước Việt cũng càng bé nhỏ nữa. Mấy vị nói, tại sư phụ trên trời là một cái thai rồ rất là lớn trong cái vũ trụ. Con của cha mà ở ngoài kia có hàng tỷ, hàng muôn muôn ba tam thiên đại thiên thế giới, những cái thành tinh khác cũng đều cần hộ đến để giúp họ. Vì chúng sanh ở cái quả địa cầu này, một đời thành Phật, một đời đi về trời, nó dễ hơn là đi những cái thành tinh mà hình con lằn, thằng lằn thế này thế nọ, khó độ hơn. Cho nên Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật và Đại Sư Phụ đều tập trung về cái chỗ này là vậy đó. Vì da của chúng ta rất là mong manh, dễ ngứa, dễ ghẻ, dễ lở, dễ bị ung thư nảy nảy nọ. Cơ thể chúng ta rất là dễ vỡ, tại vì nó cấu tạo đều bằng đất không à. Ăn gì cũng từ cái đất ra đúng không? Đất mọc ra. Rồi chúng ta mỗi ngày phải uống cả nửa lít nước đúng không? Đất, nước. Nếu không có nước chúng ta là chết liền đó. Gió chúng ta mà thở mà ngược lên cái là đi liền á, đâu biết. Đất, nước, gió, lửa, người chúng ta nó có cái năng lượng. Có những đứa đại tử tới đây vụ thấy không có năng lượng, rồi là tức là không có tu tập. Có những đứa đại tử họ thiên, chỉ theo họ thiên nhưng mà không có tu tập, không có công phu, thì vụ né. Né có nghĩa là thương đó, nghe là một cái xích nào là biết mình về, mình phải tinh tấn, phải tu tập. Đã nhẫn không tu tập, không tinh tấn, không có làm gì cho họ thiên, mà cứ chạy theo xin lucky, xin may mắn, xin thần thông, xin điển, xin thế này nọ. Con nghĩ mà lần nào gặp sư phụ cũng chịu đó,
Nếu con là sư phụ thì con là thiên tướng thì con sẽ nghĩ như thế nào? Chiều hả? Spoil hả? Thương thì cũng thương nhưng mà không có spoil. Sư phụ lúc nào rất là từ bi, đại từ bi, nhưng mà nghiêm khắc, rất là nghiêm khắc. Sư phụ có lòng từ bi, chỉ có từ bi mới xóa bỏ hận thù, mới lấy ân báo toán, quốc cộng, hải ngoại, quốc nội, tiếng nói dùng miền, ý thức hệ, mới hòa hợp một dân tộc. Chỉ có đức độ, dùng đức độ mới trị dân, nhất là dân trình độ rất là thấp kém như nước Việt hiện nay. Thằng Tiến, chỉ có bác ái, thương tất cả 100 họ, 100 triệu dân nước Việt như con đẻ của mình. Thật sự là con đẻ, mà con đẻ nhiều nhiều nghìn năm. Con mình làm sai lỗi tại mình. Sư phụ không có tài gì hết, sư phụ rất là dở, sư phụ không có ăn nói lưu lót như bác chồng. Sư phụ không có đầu óc chính trị giỏi như kiểu Putin. Sư phụ không có tham lam mánh mung như kiểu Biden. Sư phụ cũng không có cái tánh rất là hung hăng hung dữ như Kim Dân Uẩn. Sư phụ chỉ có từ bi, đức độ và bác ái để sau này lập lại một cái nước Việt hùng cường giàu mạnh, còn thể dân tộc thương nhau, không còn phân biệt giữa hai lần quốc gia và cộng sản nữa. Còn chuyện hôm nay Tết, mấy đại tử họ Thiên á, thì mấy gì cũng khen á, là mấy con á, làm được cho cả thế giới có nụ cười là vui rồi. Trời ơi, là lưu truyền nhiều nghìn năm, áo vàng, áo đỏ, áo xanh đúng không? Rồi có một cái tổ chức đàng hoàng, có một tuy là chúng ta không có phải là professional như người ta đi tập vợt ở những cái buổi concert lễ rồi, nhưng mà ít nhiều cũng có formal, một cái tiếng nói, một cái gì đó của thiên tâm hải ngoại. Vì ở trong quốc nội có biết bao nhiêu họ Thiên, biết bao nhiêu đại tử cũng đang lúc ấp, chúng ta cũng đang ngày theo dõi chúng ta để mà có cái sự gắn bó. Mẹ nói ở xa hay ở gần, chỉ quay về hướng đông bắc, tự thành tâm, tự sám hối, tự xin họ Thiên. Tôi là Nguyễn Phú Trọng, hôm nay con cải tà quy chánh, sẽ ngừng đốt cò, đốt lò, đốt củi. Con xin lấy họ Thiên là Thiên Phú Trọng, cũng là anh em chúng ta, cũng được về trời. Thì tất cả họ Thiên trên thế giới đều là đệ tử của sư phụ. Có nhiều người nói, ôn Kiệt, sao anh hổn quá, anh nói này nọ. Việc này so với tuổi trái đất không ai già bằng, mấy trăm nghìn năm trái đất. Tuy trên trời sư phụ rất là nhỏ tuổi, trong 12 người con trai của cha, nhưng mà so với trái đất này, có nhiều người giống như con thỏ, con chim, con này, con kia, hay có những đứa từ cành hoa đầu thai làm người, huống hồ chi là toàn là thú không à, với ma quỷ không à, toàn là ở trong cái lục đạo này không à. So với sư phụ là người cõi trời, mấy con đâu có bao giờ bằng tuổi sư phụ, không bao giờ bằng, nhưng mà sư phụ không bao giờ ngã mạn. Hôm nay sư phụ đầu thai chỉ là mang xác phàm để nói là được tiếng người thôi, cái xác phàm này đâu có nhầm nhò gì. Còn bữa nay mấy vị trên cho cái bài mà để khấn cho sư phụ tôi hỏi thôi, sư phụ không muốn đệ tử động tâm. Sư phụ xuống đây á, Bồ Tát dân nhân, không có tạo nhân, cũng không có muốn ấy nữa. Miễn sao cái trái đất này hết bất công thì phụ mới về với cha mẹ luôn. Thì hôm nay kỳ này là không còn bất công nữa, thì phụ về luôn. Chứ còn mấy con mà cứ khấn làm chi, nhiệm vụ xong hay là không xong thôi. Sư phụ không có tuổi thọ thế gian. Mà thường thường á, sư phụ đã tái sanh làm vua nước Việt nhiều đời rồi, ba bốn đời, thì đời nào cũng tám mấy chín chục không à, sư phụ cũng nhắm chừng của khoảng đó.
chứ giờ già như bất cộng mà lèo khèo một năm mới xuất hiện có một lần hai lần nhầm nhò gì dân chúng thì sao mà có chén cơm manh áo làm cái gì cho nó hữu ích, phải đi đứt cho mạnh, còn nếu không tự động mình đi về cho rồi. Thế gian này có gì đâu, mỗi một ngày chúng ta mà phải maintain cái body này ăn nó, bây giờ đưa ổng con tôm hùm cũng miếng thịt bò steak ngon lành, ổng có ăn nổi không? Ăn là bị gao, bị bệnh cholesterol liền á. Ngày nào cũng phải chạy bộ mệt lắm con. Cái quan trọng nhất là khi ra đi á, ngày vừa ra đi cả thế giới này khóc á. Còn hôm nay sư phụ còn ngồi đây nói chuyện được thì các con cũng nên trân trọng chút. Tuy sư phụ trình độ chỉ có lớp 4, cha không có cho học nhiều. Học thế gian sư phụ không có đủ phước như những gia đình. Sư phụ chỉ học bập bẹ qua đây cũng phải học lại tiếng Việt thôi. Thấy đức thầy về lần đầu tiên thấy sư phụ mặc bộ áo bà ba màu trắng, cái chân dung thì cũng y như vậy, cũng tóc ngắn như vậy, khuôn mặt thì cũng vậy, nhưng mà nếu mà ai làm á học đừng có râu, đức thầy có râu nhưng mà ở dạng khoảng 50 tuổi rồi quá. Sư phụ chỉ để củ khoai cúng đức thầy với ba ly trà. Có bà cầm củ khoai ngàn, củ khoai của ông Ngân đưa cho phụ nhập thất. Thì thấy ông ăn củ khoai, cái ngày nói mỗi lời con nói, chuyện gì con làm, ta đứng kế bên ta biết hết. Tức là nhờ đứa thầy cũng đang đây nè. Ông nói vậy, ngày nói vậy, ta có hứa gặp con với đất mẹ, nhưng mà con đó, bây giờ phải giữ gìn sức khỏe nè, phải nhẫn nại nè, không có được bồn chồn nè, và đồng thời phải khuyên mấy đệ tử trên thế giới phải tinh tấn, nhất là hòa hảo phải tinh tấn, thầy sẽ trở về. Hiện giờ trong đó cộng sản trà trộn vô hòa hảo phân nửa rồi, những người nào mà xỉa xói hội thiên chúng ta là nó là hòa hảo mới sau này. Tại trong hòa hảo cũng có cộng sản trà vô, trong Bủ Sơn Kỳ Hương cũng có, Cao Đài là thôi tan nát hết rồi. Đạo nào cộng sản cũng đưa vô, tức là nó dùng cái chiêu sư tử trùng diệt sư tử nhục á. Chứ nó diệt một lượt á thì dân sẽ loạn phải không? Cho nên nó diệt 50 năm nay bằng cách nó tạo ra những hòa hảo mà cộng sản đổi kinh, đổi này nổi nọ. Hôm nay mà ai mà chống đó họ thiên là nó đó. Mình phải coi cái hành động và lời nói, chứ mình đừng có theo họ búi búi tóc rồi họ lên họ giảng rào rào là họ là của đức thầy, không đúng nghe, coi kỹ. Cũng giống như mấy ông này thời nay lấy cọng cỏ lấy cọng tóc của Phật á, vậy mà cũng dụ được biết nhiêu triệu người á, thấy không? Con nghĩ cái đó là đại tử Phật hả? Phật chỉ có thăm Thiên Long Sơn chúng ta, thăm sư phụ thôi, không có Phật nào mà đi thăm mấy cái người mà tham tiền mà tham danh đâu. Thật thời nay không có ở chùa nữa con. Và cái chùa bự tượng to ở trên coi giống như cục đá cục gạch, chả là thá gì hết, cái tâm của chúng ta thôi. Giống như ông vua giờ đấy xây bảy mấy cổng thành, với bà còn thua có bà ăn mài cho cúng dường Phật giọt dầu, cuối cùng vua dọn đế bị chết đói giữa cửa thành. Còn bà cúng dường cho Phật được thành Phật, vậy nghĩ Phật chuộng cái gì? Chuộng cái tâm hay chuộng 72 cổng chùa ổng xây? Coi lại đi. Cái thầy nói thời nay nhân sinh đó, tâm của họ lì chai đá rồi, khó lắm. Khó mà cảm hóa họ đó. Lúc nào cũng khuyên phụ với nhẫn tâm. Ngày xưa trước khi nhảy dù xuống đây thì con cũng đã có cái nguyện lực là xuống chịu khổ, mà tiền ngày xưa cũng đã bị khổ, hôm nay cũng phải khổ mới độ được chúng sanh. Lúc nào cũng vậy, các con có thấy một nhà họa sĩ vẽ bức tranh
Bức tranh lúc đó đem về trời, còn lúc bà sĩ còn sống, bức tranh đem về bán cho không cũng không anh thèm lấy nữa. Cái nhân sinh họ ngộ vậy đó. Cũng giống giờ mấy con á, mà có những người giàu có lòng tham á, cái lòng tham con người nó không có tính theo tỷ đô hay là người trong nhà băng có vài trăm đô nha. Người có vài trăm đô mà tâm rộng rãi, chơi xả láng là chơi xả láng, ngày mai đó là tính ngày mai đó. Còn cái thằng có 2 tỷ đô á, kêu nó đi ăn dĩa cơm mà chỗ nào mà bán hơn chỗ kia 2 đồng á, nó không ghé tiệm đó, nó ghé tiệm rẻ tiền, nó còn có tin không? Cái tánh tham gì họ tính từ chút cái gì cũng có tính á. Còn đi mua đồ á, lấy coupon để mà sell á, họ không bao giờ họ nghĩ, họ cứ sống bình thản đi, họ tạo cơ hội cho những cái người ta lâu lâu người ta làm ăn cho ta có chút tiền. Mà nó không phải là phí tiền, nhưng mà mình phải hiểu không? Có những người kẹo là cả đời vẫn kẹo, lúc nào cũng tính, cuối cùng thấy không, lâu lâu có vô ngó mở cái tủ sắt, đa số là những nhà giàu đem cái hộp sòn với vàng rồi ra ngồi cái gãi rồi đó, mỗi tối trước ngủ như vậy thôi à. Làm như vậy cho tới mấy chục năm, rồi tới lúc mà ngày mà lãnh cái bản án tử hình từ ông bác sĩ là lúc đó không bắt đầu cũng phải nhức đầu nữa, phải tính không biết cục này cho đứa nào, đứa này bữa kia nó hổm đi má, thằng quỷ này tối ngày nó có nhỏ bồ mà nhỏ bộ không có ưa đại khái, cứ ngồi tính tới tính lui cũng không biết cho đứa nào nữa. Rồi cuối cùng chết cha mình mà để cái này lợi cho con mình rồi thế nào nó cũng ly dị. Lúc đó mới là cái họa đó. Lúc đó là cái họa. Tại vì biết là chắc chắn là con nhỏ đó mà nó lấy được cái hộp này là nó bỏ con chồng nó ngay lập tức, tức là bỏ con mình khổ. Rồi lúc đó còn thông minh mà, đang thông minh mới giàu có không? Mà tưởng tượng con tôi mà khổ nó đâu biết làm gì đâu, bây giờ nó sống lệ thuộc tôi. Bây giờ mới mốt nó ra đường nằm ngủ rồi, trời ơi lúc đó không biết ai cho nó cái sleeping bag nữa, rồi mỗi ngày nó ăn cái gì, lo xa lên đến độ lo đến con mà đi thành homeless cũng phải lo nó nữa. Chết cha nó ra đường nó gặp mấy thằng homeless dao búa súng ống rồi nó bị chết bờ chết bụi, rồi ai chôn nó, trời lo tới cái xác ai chôn con mình nữa, đúng không? Cái đầu óc con người nó suy nghĩ như vậy đó. Nên tốt nhất chúng ta sống cứ tự tại. Mỗi ngày á, trong cái bài kinh á, thì lúc mà khánh á, ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Mấy con chỉ cần thuộc lòng cái câu giáo phụ dạy thôi. Còn ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Chúng con, gia đình chúng con đều ăn lành. Thì mình thuộc lòng cái câu đó. Luôn luôn lúc nào mỗi ngày mình nói 3 lần. Ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Mong cho gia đình của con đều ăn lành. Dĩ nhiên mình đọc kinh là mình khấn cho chúng sanh đều ăn lành, đúng không? Ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành, tất cả chúng sanh đều ăn lành. Thì cái đó là lúc mình đọc kinh, nhưng mà mình phải thuộc lòng cái đó để mình tự mình nói trong lòng của mình, chứ không phải mình để người ta chúc để mình có sự an lành. Khi mình tự mình chúc mình an lành là mình đã có an lành rồi. Con có hiểu không? Ngày ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành, gia đình chúng con cái chúng con đều ăn lành. Rồi nếu thương cho phụ nữa đừng có đọc cái bài kia, nó dài lắm, mất của con một phút. Tại vì cái bài đó mẹ đã, cái bài kinh của Thiên Tâm á, mẹ đã chọn đúng một tiếng, đứa nào đọc giỏi sư phụ là dưới một tiếng không à. Tại vì thuộc sư phụ rào rào lắm, nhiều lúc sư phụ lướt chữ, nhưng mà cái mai sư phụ, cái đầu của sư phụ đã có chữ rồi. Lăng Nghiêm mà con mà thuộc lòng á, con không bao giờ đọc bằng sách được á. Tại con nhìn cái là con dắt liền à. Sư phụ lúc nào cũng dưới một tiếng là xong một cuốn kinh đó, mà tự nhiên giờ thêm khúc đó, thêm khúc nữa mà không thuộc lòng nữa là nó một cái gánh nặng trong cái thời điểm đó, con hiểu không? Cho nên Phật chế làm sao cứ giữ đúng như vậy, cái cuốn kinh sao đọc như vậy. Còn thương vô phụ thì mấy con á, vừa chúc cho gia đình con ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đi ăn lành, gia đình của con của con đi học đều ăn lành. Thì đang đi học ở đâu đó, sư phụ của con Thiên Tướng Kiệt ăn lành. Thì khi một câu đó thôi, sư phụ ở đây cũng nhận được, tại sư phụ có lực mà, không có mày học đó. Hiểu không? Thì cũng là giống nhau thôi, ăn lành đó. Hiểu chưa?
Đức Hồ có hai mẹ. Mẹ mẫu là mẹ của Đức Hồ, nhưng mà mẹ là sanh ra tất cả các con luôn, sanh 96 dạng nước linh căn luôn. Rồi đứa từ là thảo cầm, đứa từ là đá, rồi từ từ thành ra người chúng ta. Thì mẹ cũng lo hết. Còn riêng sư phụ thì mẹ hóa thân ra cho sư phụ, sư phụ thuộc dạng hóa thân. Nhưng mẹ cũng có muôn triệu con ở trên ba tam thiên đại thiên thế giới, chứ đâu phải chỉ có riêng quả đất chúng ta. Thì sư phụ có một cái mẹ khác nữa, gọi là sư phụ thường gọi là mẹ vú, mẹ nhũ. Sư phụ kêu mẹ nhũ, tôi không có thể nói tên này được. Mẹ nhũ thì thường bên cạnh sư phụ, lo sức khỏe cho phụ, lo ăn uống ngày đêm giống như ngàm thất á. Mẹ nhủ là mỗi ngày coi mấy đứa này nấu cái gì cho phụ ăn rồi này nọ. Thì cái bài mà bắt để lên á là mẹ nhủ khuyên mọi người là thánh với phụ sóc trường thọ, tại chú phụ là cái đuốc lớn, chú phụ là tinh thần của mấy con. Thì cũng đúng, cũng giống như những cái Đức Giáo Hoàng hay những gì khác, ai cũng đều có cái lời chúc đó. Nhưng mà sư phụ, tánh sư phụ rất là hiên ngang, rất là cứng. Mình chưa có làm gì được cho đệ tử mình, chưa có làm gì được cho thế giới, cho nước Việt, cho quả đi cầu này, mà mình nhận lộc làm gì. Sư phụ chỉ mong sau khi cái bỉ cực này, năm cái ác của thế giới đi, thì cái thế giới này sẽ trả lời thời vàng kim cho những người có chánh nghĩa, những đứa con của ông trời, những con họ thiên. Thì nó sẽ không còn bất công nữa. Thì lúc đó sư phụ mới tội nguyện, mới được đi về phục lịnh. Còn chúng ta dần bắt đầu từ đây cho tới cuối đời mà chưa có xong á, không biết kiếp sau sư phụ mang thân gì á. Chẳng lẽ không lẽ giờ sư phụ phải mang làm con của Tập Chẩn Bình để mà nói với nước Tàu đừng có hiếp nước Việt hả? Phụ không có muốn làm con của Tập Chẩn Bình hay là cháu nội của Tập Chẩn Bình đâu. Nó là quỷ để nó đẻ con ra đi. Mà Tập Chẩn Bình có chết rồi, cháu cố của nó đó, chính sách của nước Tàu lúc nào cũng đi cả nghìn năm cũng sẽ thôn tính nước Việt ở đời này và đời khác. Sau này sư phụ có cơ hội sẽ y như vậy, sư phụ sẽ lập ra một cái đường đi cho nước Việt nghìn năm, sẽ không bao giờ bị nước Tàu thống trị. Mỗi một ngày họ Trần họ Nguyễn trước khi ăn cơm lúc nào cũng hướng về Bắc để mà mặc niệm nửa giây, cầm đũa lên thì lúc nào cũng hướng về Hoàng Sa Trường Sa để mà mình biết là cái đó là mảnh đất của mình. Nếu mà có cơ hội sau này sư phụ sẽ lập một cái nhà tổ tông trăm họ trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa để hàng năm mỗi người ra đó cúng giếng. Nơi nào có thờ miếu, có đình miếu là nơi đó lãnh thổ chúng ta. Nơi nào có bước chân của người Việt là đó là đất của người Việt. Đó là tại sao khi Mông Sơn sư phụ trắc trở, sư phụ thường tuyên bố sẽ có một cái apartment khoảng 5.000 unit, bỏ ra 100-200 triệu để sau này tất cả con họ thiên phương xa, tuổi lớn tuổi về cho phụ nuôi, phụ lo hết ở đó để giữ cái đất thiên, giữ 500 mẫu mà phụ tặng lại cho nhân thế ở cái nơi tạm dung này. Chỗ này phụ chưa bao giờ nghĩ là cái nơi phụ sẽ sống trường sanh ở đây, sống già ở đây, không bao giờ. Tạm dung tây lâu rồi, phụ quốc tịch Mỹ từ năm 1985, tôi qua Mỹ năm 80, 81, 79, và 1-2 năm sau cho phụ vô quốc tịch rồi. Tới bây giờ phụ là công dân Mỹ là nhiêu năm, 30-40 năm rồi, phụ chưa bị cái post gì hết. Một năm phụ phải đóng thuế ngược lại để nuôi cho những người nghèo Mỹ, một năm mấy chục triệu. Lúc xưa phụ qua Mỹ này chỉ lãnh từ lớp 8 cho tới lớp 12, là tới 18 tuổi là nó cắt qua phe. Tính ra chưa tới 20.000 đô, mà mỗi một năm sư phụ đóng thuế lại cho Mỹ gần 20 triệu. Chưa tính là nhân viên của sư phụ 500 người đóng nữa. Con nghĩ Mỹ nó lời không? Nó đem một thằng sư phụ qua đó. Cho nên tất cả những người lớn tuổi, những người Việt, những người qua phe, những người ăn bệnh SSI hay là gì á, đừng có ngại ngùng.
Tiền của sư phụ tôi đóng không à? Không có phải là tiền của Biden. Mấy con nên nhớ gì mấy ảnh gì? Một mình sư phụ đóng thôi là nuôi biết bao nhiêu người Việt trên nước Mỹ này. Nó đưa một người là thôi là bây giờ bao nhiêu người trung lưu của Mỹ phải đóng thuế để mà mở cửa biên giới, con thấy có bất công người ta không? Mình không nói chuyện này chính trị trên máy phim phải không, nhưng mà sư phụ chỉ muốn nói chỗ này để những người lớn tuổi cứ yên tâm, tiền của sư phụ tôi đóng hàng tháng mày phải gửi về nhà. Tôi đóng thuế nhiều lắm con, ở Mỹ này người nào ra người đó, không như kiểu Việt Nam đâu. Đại gia tức là ở Mỹ là đại gia à, còn con đi làm lương kiểu nào mà con ở đây đâu phải như kiểu Việt Nam. Cái thằng mới lớn lên nó 20 tuổi mà mua chiếc Lamborghini cái triệu đô, có nghĩ tiền đâu mua à? Ở đây thằng nào mà chạy chiếc đó ra đường á, cảnh sát nó chụp lại liền á, nó điều tra liền á, mày bán trớt à, tức là phiền á. Ở đây con mua nhà cũng vậy, không ai mà cầm tiền mặt mà đi mua nhà 1-2 triệu, chỉ có mấy ở bên Việt Nam chuyển tiền qua đây rửa thì qua may. Mà người có tiền đây người ta cũng chẳng mua kiểu đó nữa, người ta để trong băng nó rồi người ta làm chuyện khác, rồi người ta chẳng mắc thuê mình, con hiểu không? Ở đây nó có cái cách sống của Mỹ, Việt Nam mình không có cái đó. Người Việt Nam á, người nào chỉ cần có 100.000 đô ra bề ngoài cũng y chang như một người có 10 triệu 20 triệu, tức là có bao nhiêu người ta đem ra ngoài đường hết. Bây giờ tiền Việt Nam bây giờ thành tiền giấy, bao nhiêu vàng đó người ta chôn dưới gốc cây cũng dụ đi ra đổi cái lá phiếu. Mấy vị nói cho hồi cách đây 3 năm rồi tức cười, ui tiền Việt Nam nó thành tiền giấy được vậy mà hôm nay thành tiền giấy thiệt đó thôi. Cái phiếu tiền đâu mà bảo chứng, nhà băng á con rể nhiều tiền á tự nhiên nó cũng bị mất nữa. Một cái xã hội dân không còn tin chính quyền không có thể tin đảng, đảng không thể tin, không còn tin lãnh đạo không có tin cái thể chế của họ nữa. Họ chỉ giá díu nhau ngày nào để mà dơ dét ngày đó để mà họ tẩu thôi, giọt cho lẹ thôi. Chứ họ không còn lo cho dân trong lúc này nữa. Nên nhớ, đó là sư phụ nói là thiệt. Hồn ai nấy giữ. Họ nghĩ là đủ cách để mà lấy tiền của dân để họ dọn. Ở cái thời bị cực như vậy đó, con người nó khổ như vậy, khổ càng khổ thêm. Hồi nói chuyện tới đâu thì nó vung lung tới đó, nói không có chủ đề. Mấy thử nghe được thì nghe không được, thứ tự muốn trở về đề tài nào thì giơ tay lên hỏi sư phụ đi, sư phụ sẽ trả lời. Và bữa nay thì mấy con cứ việc ăn uống, sư phụ ngồi nói chuyện thì cứ nói, còn ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Thầy chờ lâu ngày gặp nhau. Hả? Ngày mai mới làm ngày trước con với 2 ngày. Tại có đứa nó làm lỗi quá nhiều nó lại cha 2 ngày. Nhưng mà thật sự thì đúng ngày thì ngày mai cha sẽ hiện về sẽ xóa tội. Cũng giống lần trước mình ở hội trường á, cha đứng sờ sờ đó, mấy đứa lên đốt nhang đâu có hiểu gì đâu. Rồi đến lúc cha đứng lâu quá, cha đứng đó mấy tiếng, không có cha kêu sư phụ ra mà sau hè cái cha mới dạy dỗ mấy câu mà cha mới thăng. Mà lúc đó sư phụ thấy thiên binh thiên tướng nó đứng từ núi Thiên Long Sơn dài qua tuốt trên núi mà của mấy thằng nhảy dù bay luôn. Để mỗi lần cha đi xuống thế gian này á, đông người đi theo hộ giá lắm á. Thưa con là Thi Phụng Hà đến từ Oklahoma, con xin kính chào sư phụ. Chào con, sư phụ nhớ con ạ. Dạ. Dạ thưa, hôm nay là ngày viếng mộ mẹ, con xin hỏi có phải là mẹ khen sư phụ là từ khi mà Đạo Thiên Tâm ra đời thì mọi người mới biết và nhớ đến kinh Địa Mẫu nhiều hơn, chứ kinh Địa Mẫu
không có phổ biến giống như những kinh Phật. Thì xin sư phụ nói dùm là mẹ khen sư phụ về cái kinh Địa Mẫu ra đời cho người ta nhớ lại. Yes. Vào khoảng thời Quang Tự là vua nhà Thanh, khoảng 1000 mấy á, thì lúc đó ở miếu cổ Hiển Linh, mẹ về mẹ giáng cơ ra cái bài đó, cho nên người Tàu họ biết Thượng Đế. Đúng ra người Tàu họ tin tâm linh nhiều hơn mình, cho nên lúc nào họ cũng khôn mình. Cũng giống như giờ sư phụ biết được cốt của mấy con là cái gì. Đứa nào con chim thì nó thích bay nhảy, đứa nào tướng quân thì cái tánh nó hùng dũng, nó chỉ mang thân phàm thôi. Người Tàu họ có cái đó, cho nên họ coi những nhà lãnh đạo, người này cốt con chuột, người này cốt con kia, người kia cốt ông thần, thì họ mới đi. Muốn ông lãnh đạo nào lên mà chân mạng cao đó, họ rất là sợ. Có người hơn người là chân mệnh nghe con. Thì người Tàu họ coi những chân mệnh của nguyên thủ quốc gia. Sư phụ ngồi đây chứ sư phụ biết chân mệnh của nguyên thủ quốc gia toàn thế giới. Thằng nào là cốt con chuột, tao bảo đảm là cái nước này cũng sẽ tan hoang đó. Còn thằng nào mà làm trưởng bộ trưởng bộ quốc phòng mà có con thỏ hay là có con mèo đi, bảo đảm cho mày dinh Hoàng Sa Trường Sa cho giặc. Sư phụ phải khấn cho nước Việt những cái năm thời đó, thời ông Nguyễn Chí Vịnh, thời những ông khác, sư phụ phải khấn cho một người có chân mệnh cao để mà giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng, là do sư phụ khấn. Tại vì trong đó ai biết từ thánh phàm, sư phụ là người uyển chuyển mà, sư phụ xin được sư phụ có thể phạt được. Phạt mà không phải là sư phụ phạt mấy ông tướng phạt, nhưng mà ngày nào sư phụ cũng khấn, thằng này nó bán dân bán nước quá. Đại khái thì kinh Địa Mẫu có thời từ đó. Rồi khi mà bên Tàu họ biết cha biết mẹ, rồi đến khi mà họ qua bên Việt Nam dịch ra tiếng Việt, dịch cái tiếng Việt, thì từ đó thần Tú á ra đạo Phật, thì mới xỉa xói cha mẹ. Tại vì cha là chánh, tà chánh với tà mà. Phật Thích Ca nói thời mạt pháp con của ma quỷ nó lên nó lộng hành, thì từ đó người ta không có biết về cha về mẹ nhiều. Cho tới ngày hôm nay sư phụ lên tiếng nói để cho họ biết. Mẹ đã nói về cái thời tận thế chúng ta, kinh Địa Mẫu là nói về tận thế chúng ta là cách đây hàng nghìn nghìn năm rồi. Sư phụ đã được đặt để vào vị trí này là từ thời Phật Thích Ca rồi, ngài đã ấn ký với sư phụ rồi. Thời Phật Thích Ca tại thế cũng có mặt sư phụ mà. Trong lúc làm trà tì của Phật là sư phụ đứng đó mà, chỉ là mang thân người thôi. Rồi tới đây bây giờ sư phụ cũng mang thân người, chứ không phải là một cái chuyện mà vừa mới mấy ngày mấy năm mà ở trên sắp xếp kịp đâu. Không có đúng, không phải. Cho nên những gì sư phụ nói thì là giống như một cuốn phim đi trước một chút để nhắc tuồng, để cho mọi người có thời gian chuẩn bị. Đó là lòng từ bi sư phụ, đó là lộ cơ. Chứ còn cuốn phim nó chiếu là vẫn chiếu. Bây giờ vào cho Việt Nam á, bắt chồng có chết thật chết giả, hay là ông thủ tướng này lên thật giả, và Việt Nam ngày mai có thay đổi kiểu nào đi nữa, giải tán Đảng Cộng sản đi nữa, nhưng mà đến lúc phải ra đi, phải giao nước Việt lại cho con trời thì phải giao ra, không có thay đổi được. Con có hiểu không? Còn những người mà nghĩ mình thay đổi được đó là chống trời, thì là mất đi cái duyên đời này, là ở trên gọi là thu cái hồn lại đó, về để nhận tội. Nhận tội là không biết bị gì đó, có thể là tội địa ngục. Vô gián là tội nhẹ, vô gián tức là tỷ tỷ năm với địa ngục. Cứ trời đi không ai thay đổi được. Tại vì ở trên á, cứ cho trái đất mình giống như một cái mảnh ruộng. Mùa này trồng ngô, mùa sau trồng bắp, mùa tới trồng dưa hấu, mùa nọ trồng cây xoài đại khái. Thì trái đất chúng ta như vậy, đến ngày đến giờ phải thay đổi, thì là thay đổi một lượt. Chỉ có cái thời nay là cái thời cực kỳ bỉ cực, gọi là hạ quân, mà từ thấp thấp nhất tận cùng của xã hội, không còn biết cha biết mẹ là ai, không còn biết kinh Địa Mẫu là ai, mà trở thành thượng thượng quân á, để con người sống nhân hòa, để sau này nhân loại không còn ganh giới.
không còn sự dị biệt, không còn sự kỳ thị giữa Mỹ đen, Mỹ trắng, không còn Việt Nam và Mỹ. Chứ vậy đang bị kỳ thị đúng không? Thì sẽ không còn cái kỳ thị nữa. Đạo cũng vậy. Chỉ có đạo Thiên Tâm là đạo của Thượng Đế duy nhất, được cha ấn chứng và thống nhất tất cả các đạo. Không có cái đạo nào mà đi giết người rồi nói cha thưởng, cha là Phật, cha đâu có kêu xuống đây giết người đâu. Con thấy nhiều hay là không có đúng luật nhân quả rồi. Còn bên đạo Công giáo, không có, con người mình rõ ràng có linh hồn. Tất cả mấy ông cha, tất cả Đức Giáo Hoàng cũng đều biết có linh hồn. Vì tại sao không có tin là có cái nghiệp quả? Mình làm gì mình phải lãnh cái tội đó? Ở đời con đi ăn cướp, con phải ở tù. Thì chuyện của chúng ta mỗi ngày làm, xuống đây đi học mà con không làm bài con bị điểm xấu, điểm F là chuyện bình thường thôi. Không có chuyện mà cha mà cứ tha hoài. Nhưng thật sự có, họ đúng một phần, mà lâu lâu thôi. Chỉ có chính vẫn là chúng ta tự lực, tự đốt đuốc đi, bi chí dũng, là chúng ta phải tự sám hối và bớt làm tội lỗi. Thì cha mới thấy lỗi. Chứ giờ lỗi tùm lum hết, năm nào cũng lỗi, năm nào cũng về Thiên Long Sơn để mà lại sám hối, rồi mong cha xóa. Cha không có xóa nổi đâu, còn chú Hùng nói thiệt đó. Chút chút thì ok. Bữa đó tôi mánh mung cái số tiền này vô túi của con mà làm cho người khác đau lòng không đúng. Con chuột thiên linh cá về, con bỏ tiệm neo của con bùa ngải để mà câu khách. Nhưng mà hôm nay tiệm con nó ế quá, là tự vì con ma nó bỏ đi thì ế. Người bắt đầu chạy tới ông cậu này ông kia để là để chuột bùa chuột ngải vô tiệm mình nữa. Cứ thế mà làm tội như vậy, con nghĩ cha tha không? Con ma nó có thể làm tiệm con đắt 3 tháng, nhưng mà khi nó bỏ đi nó làm tiệm con bằng phá sản á. Con muốn cái nào? Mình phải tự lực, con hiểu không? Chứ Hữu có thể giúp được, giết trên cái đồng tiền để mà đem về chỗ cái tiệm con. Ok, cái này là thái tử giết cái thơ, cái thơ đi, cái thơ để mà giới thiệu vậy đó. Giúp đứa đại tử này cho tôi nghe, nó phải có thật nó mới giật được đạo. Nó không có tiền mua vé bay làm sao mà về lại được cha được mẹ, đại khái thì Hữu giúp chút chút. Nhưng mà phải nhờ ông thổi địa, thì là tránh, mình đi đường tránh. Có nhiều người muốn đi đường tà, cứ đi chuột bùa chuột ngã treo đậy trong tiệm rồi cái dụ khách, rồi đến lúc mà cái ông thầy đó hey, hết hạn rồi thâu cái vong hồn lại, tại thiên linh cá nó xài ma, mà con ma không còn đứng ở trước cửa để kéo chân người ta vô nữa, thì lúc đó cái tiệm ế cái bà chủ tiệm đi kiếm cái ông cậu này ông nọ nữa để đi chuột bùa chuột ngã nữa, rồi bắt đầu đưa 5.000, 10.000, rồi bắt đầu đắt lại mấy ngày. Nọ mà cái tiền cho ông nó no bụng thôi á, ổng ngọn cũng cười nó đồ ngu. Tao chỉ mướn ông ma này, tao chỉ cho có mấy cái đầu heo với mấy con gà nó ăn thôi. Nó tới, nó đứng trước cửa, nó kéo chân vô có mấy ngày. Tao được 5-7 nghìn. Giờ tao đi tiệm khác, ổng chỉ có một con thôi đúng không? Bắt đầu tiệm khác mướn, bắt đầu ổng kéo ông ma đi chỗ khác, tiệm ế lại. Chưa không. Rồi mang cái đầu khùng khờ đi về Thiện Long Sơn. Chú Hồ ơi, con xin chút điển. Tối ngày Thù thấy có mấy đệ tử như vậy đó, mà khi Thù giải thích thì không có chịu nghe. Suy nghĩ đi, ai đúng ai sai. Họ Thiên chúng ta đứa nào mà cũng phải sáng sủa, tinh tấn, và lúc nào cũng motivate, cũng phải nghĩ. Nội mà cái áo dài thôi cũng không chịu mua 10 đồng để mặc nữa, thì làm sao mà mình có cuộc sống vui. Chỉ có 3 ngày Tết thôi, đứa nào mà đổi áo nhiều là tôi biết đứa đầu óc tinh tấn rồi. Tới vì mình vui, chồng mình vui, con mình vui, má mình vui, ba mình vui, chị em mình thấy mình mặc là họ vui là mình có phước. Nhưng mà cái lòng của mình cũng vui. Chưa tích, lên phim ảnh, rồi ca mấy bài xuân cho cả thế giới vui. Con tạo biết bao nhiêu công đức khi mua cái áo dài có 10 đồng, có đáng gì đâu. Có nhiều đứa đệ tử vô thấy tới đây ngồi sau lưng rồi luôn, vô mặc áo dài cũng không chịu lên đây để mà vô hình đó. Thế có là bị gì? Chắc muốn theo họ thích rồi đó. Thích nè, vô đây có 3 bước nè, cà gô cà gặp nè. Họ Thiên chúng ta là phải năng động nè con. Đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Ngày hôm qua
sư phụ đọc kinh ngồi thiền 2 tuần lễ trong đó mấy con làm nổi không? À, ăn chay ngồi thiền đọc kinh lại từ sáng tới chiều. Bây giờ đứa nào gỡ đùi sư phụ nó cứng như đá vậy đó. Lại cho Putin nè, lại cho Ủn, lại cho Tập. Mày đừng có tấn công Đài Loan nha, mày tấn công Đài Loan là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ á. Nó nẻ lên đó là nước Việt tao ngồi gần cũng hưởng khói này là cũng bị chất phóng xạ phải không? Trời ơi, giờ cái đuổi cứng nha. Kinh Địa Mẫu có hàng nghìn năm rồi không? Mẹ nói về cái thời này chúng ta. Tại sao lúc mà sư phụ lập ra Kinh Địa Mẫu, đâu phải sư phụ lập, nhiều người nói ông này hay sửa Kinh Địa Mẫu của Việt Nam người ta dày. Mẹ nói lời của mẹ thiệt á, chỉ có 30-20% thôi. Thì mắm thì muối, mẹ nào mà mẹ là mẹ của tất cả các Phật từ bi. Mẹ đâu có phạt thưởng ai hành tiêu tổ gì đâu, mà kiểu ông thầy Thích Trúc Thế Minh ổng hay xuyên tạc mẹ mình á. Ổng có cái clip ông chửi mẹ mình nát như tương á con, ông thầy Thích Trúc Thế Minh á. Con về con coi lại đi, biết ông có lấy xuống chưa? À, không hiểu, nhưng mà đừng có nói không hiểu là không có tội nghe. Mặc áo vàng mà lên trên đài mà giảng pháp mà xuyên tạc mẹ mình. Sư phụ có coi mà, sư phụ đang còn giữ nhà kìa. Mấy ông nào mà làm cái gì sư phụ giữ đất cơm anh là hết. Tại sư phụ lên đây nói mấy sau này mấy ông nói chứng. Ê, cái mặt của vua lên hình này nó. Các con có quyền thâu sư phụ những lời sư phụ nói. Gần 280 cái clip nói tràn ra đại hải, các con có quyền thâu lại hết. Sau này sư phụ làm sai các con cứ đưa ra đối chiếu. Sư phụ chắc luôn á. Tại sư phụ nói bằng cái tâm mà, đâu có nói lối dối đâu. Khi nào thù chế gai thù mới sợ. Kinh Địa Mẫu mới của mình Thiên Tâm, mẹ bỏ vô là để cho nhắc lại là có cha trời mẹ đất, có cái lon sữa bò là lưu truyền 90.000 năm nay. Đảng Cộng sản họ không có muốn mình biết cha biết mẹ, chỉ biết đảng thôi á. Thì họ từ từ họ làm luôn mà, là chuyện của họ. Nhưng mà thời nay có thù ngồi đây, thời của Phật Thánh Tiên tại thế để mà lo cho nước Việt thì sư phụ phải làm khác, phải nói lên sự thật. Thì mỗi lần cúng kinh hồi xưa sư phụ lấy nguyên cúng kinh cũ bỏ vô đạo Phật, hiện bây giờ là Xí Đòi. Phật Thích Ca nói á, lúc mà thời mạt pháp Ma Vương mặc áo vàng cạo tóc để mà làm phá nát cái đạo của nhà ngươi đó, nghe Cù Đàm thì Phật khóc, Phật rơi lệ đó. Thì hôm nay đạo Phật Xí Đòi con thấy không? Hồi xưa Phật đi khất thực để mà tạo phước cho chúng sanh. Hôm nay mấy ông có ngày cứ lập từ thiện này từ thiện nọ để mà lấy tiền người ta đi cho ra không à. Chùa nào cũng bự cũng giàu hết. Xí Đòi còn không ông nào mà đọc Lăng Nghiêm hết trơn á. Để máy không? Tại mấy ông phạm giới không đâu đó đọc Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là thần lực rất là màu nhiệm. Thế giới này những vị thầy tu mà chân chính, họ thấy mấy đứa con họ thiên mà đọc Lăng Nghiêm họ rất là kính nể đó. Không phải ai muốn đọc Lăng Nghiêm mà đọc đâu. Người nào mà thân thể mà không có thanh tịnh mà trượt nhiều quá, con mà đọc Lăng Nghiêm lúc đầu mấy tuần đầu đó, con khó chịu lắm, bực bội lắm, gặp ai con cũng muốn cắn hết trơn á. Đó là vì mấy ông thần á, mấy ông ơi, bản thân có vô không ăn chay, còn gần với vợ rồi gần với chồng rồi còn đang có kỳ nữa mà đọc Lăng Nghiêm á, ông quật cho con mệt á. Nhưng mà khi mình qua cái đó rồi mình mới biết mỗi một ngày á mà con mà không đọc con bị nghiền á. Mà ai mà đọc Lăng Nghiêm trên thế giới này á sẽ không bao giờ bị người ta gạt, lúc nào ý chí cũng mạnh hết. Tại vì cái ý chí mình mà xìu xuống là bảo đảm cái nhà băng mình bị vơi vần đó. Vì đại vũ á, lúc mà sư phụ lập Kinh Địa Mẫu, sư phụ để bàn thờ, cái mỗi lần mẹ về mẹ hiện trước mặt sư phụ, cái mà để cái tay lên Phật mà, Phật đọc đâu như kiểu như mình làm từng trang phải không? Để cái trang 700 cho tới trang 735 á, còn bỏ ra đi, bớt lại. Ở câu đó, số đó bớt lại. Thế này, ở thời đại văn minh á, con phải làm sao? Phải có sám hối. Cái sư phụ bỏ mới quản hồn, mới bỏ 36 sám hối vô. Tại vì sau này chúng ta đời với đạo song hành. Đời đúng đời, đạo đúng đạo. Chúng ta rất là bận rộn. Thì từ đó sư phụ bỏ sám hối vô, con phải làm sao khoảng dưới một tiếng một thời kinh là đầy đủ hết. Thì một đời này ai cầm cuốn Lăng Nghiêm sẽ được về với mẹ.
Thủ nói thật. Chứ còn cà gục cà gù đọc kinh mỗi ngày, còn muốn sám hối thì phải có buổi lễ sám hối, họ bác quan trai thế này nó rùm ra. Ai đọc kinh Lăng Nghiêm ở thời nay một ngày buổi sáng bằng người đi chùa 3 tháng cho tới năm, nó hữu ích như vậy đó. Tại trong đó còn lại tới của những vị Phật quá khứ, của ngàn vị Phật quá khứ, ngàn vị Phật hiện tại, ngàn vị Phật tương lai, rồi con đại diện cho thiên đình lại dùm nữa. Trời ơi, mấy vị tiên với mấy vị Bồ Tát cảm động quá, trời ơi, mấy đứa con tôi xuống trần nó ngoan quá, xuống lại dùm tôi. Tại Bồ Tát trên trời cũng có lỗi với cha đúng không, thần cũng có lỗi, con lại dùm mấy ông thần, huống chi là ông nhạc phụ Lộng Dương ở dưới cũng có lỗi dưới, tại vì con này phải đi ăn con nhỏ cũng có lỗi, mình lại dùm cho Long Cung nữa. Trời ơi, mấy vị cảm động, mấy vị có gia hộ họ thiên chúng ta không? Gia hộ á. Cho nên cuốn kinh Thiên Tâm á, hôm nay là cuốn kinh độc nhất vô nhị của cái thời đại này, mà được hội đồng chư Phật, học bạn âm, tất cả các chư Phật và mẹ đã ấn chứng cho chúng ta đọc. Cho nên không có nên thay đổi nhiều trong đó. Một thời kinh nói như vậy là như vậy. Hồi xưa thì mấy vị nói một tí, nhưng mà mấy đứa con mới á, cho nên thì phụ cho một tí 20 phút á. Chứ sau này mấy con giỏi ha, mấy con làm thịt mấy con luộc chừng 45 phút à, đọc lẹ đó, luộc cuốn kinh 45 phút. Ai gì nói chuyện. Làm sạch cuốn kinh 45 phút. Kinh đó là đã lược lại hết những lời đó, những lời thật. Mà quan trọng nhất trên bên những nơi khác lấy ai làm kiểm chứng, cho nên nhớ lấy ai để mà ấn chứng là cuốn kinh này không có sai, làm những chuyện này không sai. Thường thường những vị tổ cũng có một chút cái ngã, họ sửa một chút. Giống như giờ con đi vô chùa, họ cũng đọc Lăng Nghiêm thập chú như chúng ta đúng cái trang đúng không, nhưng mà con vô bảo đảm con không hiểu. Còn cái này á, mẹ kêu dễ, tại mình đọc cái gì mình hiểu. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tin, trăm ngàn muôn kiếp đổ điên đại thái. Rồi Phật quá ra ngàn bông sen, mỗi bông sen có hoàn cánh, mỗi cánh có những vị Bồ Tát đại khái. Tức là mình đọc tới đâu mình tưởng tượng liền, mình nhắm mắt cầu của Bồ Tát trong bông sen, mỗi bông sen hiện ra ngàn cánh, con thấy có ý nghĩa đúng không? Còn con vô mấy chùa con đọc, mấy ông này đọc theo cái tiếng của bên ngày xưa đó, cũng là tiếng Việt nha, mấy con không hiểu cái nào màu nhiệm hơn. Nhưng mà Lăng Nghiêm á, nó là một cái combination, một cái cốt, một cái bậc mã, mà mấy trăm cái bậc mã là tên của những vị Bồ Tát cao cấp đó. Giống như ở đây còn có mấy trăm người. Ok, Ngân Hồng Ronca, có thân gì nghe đại khái. Con đọc liên tục những cái tên này thì tất cả những thằng đó đúng rồi đó, không có thiếu tên nào á, không có nhảy tên nào. Thì từ đó giống như Alibaba, Alibaba 40 tên cướp mở ra cái kho tàng mở ra. Thì kinh nó là như vậy, nó là tên của những vị Bồ Tát. Khi mình đọc đúng hết á thì những vị ô bành ra, cũng giống như cái mật khẩu gì con hiểu không? Nhưng mà phải đúng số, phải đọc hết, mở ra hết, mở tâm. Sau này về đạo, người Mỹ cũng vậy, họ sẽ lấy cuốn kinh Thiên Tâm này, họ sẽ dịch ra. Ở trên thế giới bên Đức cũng có, cũng người ta bắt đầu dịch cho tiếng Đức, tiếng này tiếng kia để cho loan truyền. Nó cũng là Phật thôi, tại vì cái hành tinh chúng ta là nó đã có mấy trăm nghìn năm rồi, Diệp Vô cũng sống với ta cả triệu năm rồi. Hiện bây giờ hôm nay chúng ta, họ cũng tu Phật, họ cũng thờ Phật. Cho nên tại sao những cái cổ tích mà người ta không có biết nguồn gốc vẫn thờ tượng Phật, thì thời đại chúng ta hôm nay cũng vậy. Không phải
Phật Thích Ca Ngài đâu có nói Ngài là giáo chủ. Ngài chỉ nói Ngài là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Mà Phật Thích Ca cũng là một thái tử con trời. Thường những người thành Phật đó, họ cũng đã từng làm vua, làm chuyển luân thánh dương nhiều lần, và cha sai mẹ bảo đi vào thế gian nhiều đời nhiều kiếp nhiều mạng, mạng nào cũng để danh thơm truyền kỳ. Thì Phật Thích Ca cũng vậy, cho nên Ngài mới thành Phật. Sư phụ cũng đã để danh thơm truyền kỳ của nhân loại rất là nhiều mạng rồi, tôi không có ngồi đây kể hết, tại vì con người bây giờ chấp nhiều quá. Chứ bây giờ tự nhiên một người trên trời rớt xuống đây cái rằm, một người dưới đất trỗi lên mặt nước, rồi cái tối ngày cái lạn xe vòng vòng, mới cuối cùng bây giờ mấy con có danh từ sư phụ sư mẫu về nhà ở Long Dương, mấy bà năm bà chị tại là Ngũ Long công chúa, bả là gái út của Long Dương con cưng phải không, hỏi rằng là trong nhà sư phụ là mấy đứa thiên với chị em về đi lãng giảng đầy trong nhà hào quang đầy hết. Sư phụ đâu dám đụng tới, mỗi lần đụng không cần biết, cha với mẹ của mình hiện về, Long Dương Long Mẫu hiện về, con phải xin lỗi công chúa. Không cần biết công chúa có lỗi hay là ai lỗi, mà tánh sư phụ không biết rồi đó. Cái nào mà sư phụ bực lắm là ra ngoài ngoài chùa có mấy cái nhà nhỏ nhỏ ra ngồi thiền, hay là lái xe đi lên núi. Nhưng mà lúc nào bao nhiêu năm nay dù đều nhận lỗi hết, nên đường nào dù cũng thua. Đại xưa dù xuống dưới Long Cung á, vậy quá làm bể cái Ngọc Châu Long Đình á, nên hôm nay nhân loại mới rớt xuống biển mới bị chìm á. Chứ hồi xưa cái chết của mình á, nước nó không có làm cho con người bị chết mà rớt xuống cũng giống ở trên cái miếng giả vậy, giống như cái xin sáo vậy đó. Từ đó cái bể Ngọc Châu Long Đình á, lâu lâu mấy con cũng nghe lại mấy cái lời điển của sư phụ viết 513 câu á, mấy con mới hiểu được cái cốt ý của mình đúng không. Lúc đó sư phụ ra cái đó, cái một đêm đó tự nhiên hàng thái tử thái tử gốc, hôm nay thái tử gọi là substitute, thái tử gốc vô điển hey, viết. Sư phụ có biết tiếng Việt gì đâu, viết cái chữ nó nhảy ra, cái mới lôi đầu bà thức dậy. Hay bà giỏi tiếng Việt, ở Việt Nam sư mẫu học hết lớp 12, Mỹ bà cũng xong đại học. Bà giỏi tiếng Việt như phụ. Bà ngồi bà viết, tôi đọc cái gì bà viết nha, trời chữ nó nhảy quá, nếu mà không viết ra nó cứ nhảy hoài tôi ngủ mới được. Ngồi bà viết trong vòng 2 tiếng ra 513 câu. Rồi sau đó cái giọng của sư mẫu là người đọc 513 câu. Thì mấy vị kêu bỏ nó lên đi. Hồi xưa clip đầu bỏ lên là cũng 500-700 nghìn người coi rồi, cái hồ lấy xuống. Tại thời đó nó chưa đúng thời, năm 2017-18 cái buồn lấy xuống hết, dẹp hết. Cái sau này cái sự bỏ lên thấy người ta coi lại, nhờ cũng 500-700 nghìn người coi. Thì cái câu chuyện đó là thật á. Hẹn lại kỳ sau những chuyện ly kỳ, ai muốn nghe không? Sư phụ còn tập 2 chuyện ly kỳ, nhưng mà bây giờ ra hơi sớm. Đến khi nào tại vì cái đó là mấy vị cho một cách gọi là đột phá ở thời này, mà có những cái chuyện siêu nhiên như vậy mà là thiệt, thì làm cho con người rất là khó hiểu, rất khó tin, con có biết không? Nhưng mà mẹ nói con cứ làm, nước nhiều sẽ thấm đất. Bà trên nói vậy đó. Cứ từ từ nước nhiều sẽ thấm đó. Cuốn kinh Thiên Tâm nó màu nhiệm hơn, và nó ngày thường chúng ta tu tập, tất cả các con làm gì làm, có lạc lối, có về nhà, có bao nhiêu chuyện buồn bực, gia đình stress kiểu nào, cũng phải gán đọc để cho mình chỉnh lại. Giống như mỗi ngày mấy con make up làm sao, tốn nhiều thời gian chạy tóc làm sao, thì cuốn kinh nó rửa rọi cái linh hồn của mình, nó làm cho con mình đàng hoàng như thế đó. Mà cuốn kinh nó quan trọng hơn là make up,
rửa mặt hay là đi tắm nha. Là tại vì chúng ta sẽ không có sân si với chồng con. Mỗi ngày đọc kinh mấy con vừa biết là mấy chư thiên mấy chư Phật nãy giờ đang đứng xung quanh mình, có thể nào mình vừa đứng vậy mình la hét hay nạt nộ con mình đâu. Từ khi nào con không đọc kinh chừng 3 ngày, lúc đó con mới mấy chư thiên không có gần thì điển của con á, cái hào quang nó bắt đầu nó mờ lại. Thì lúc đó khi hào quang mình mờ là tự động mình dễ bực bội lắm. Hào quang mình sáng là mình năng động lắm, mình thấy hoa gì cũng đẹp á. Còn bữa nào mà hào quang mình mờ đi mà bị trượt á, là mình nhìn thấy cái hoa là mình phải bắt ghét. Tự nhiên mùa này nó nở hoa. Nó có nè. Tâm của chúng ta nó muôn màu sắc, nó đổi. Đèn vũ trường đổi làm sao là cái tâm chúng ta nó đổi như vậy. Cuốn kinh đó là một để mà một cái đường đi cho mỗi ngày, hàng ngày. Cho nên sư phụ những đứa ở gần Thiên Long Sơn như hội đường thường nhắc nhở, đứa nào muốn gần sư phụ, gần bảy dòng hồ quang của sư phụ và đồng thời có cái hỷ lạc thì phải tẩy rửa mình trước, tức là phải đọc kinh á. Còn đứa nào không đọc kinh thì cũng phải ngồi thiền. Đứa nào không ngồi thiền mà bận á cũng phải làm. Mình khuyên người tu, tức là mình tu, mình bận, mình lên Facebook, mình làm một cái trang, mình share ra, mình là cái tâm của mình là hướng thiện, mình mới share đúng không? Cũng là tu, thì cũng là một cái tu, thì cũng các chư vị, cái tâm của mình mà hỷ lạc về thiên tâm, mình tạo cho nhiều người vô thiên tâm để biết cha biết mẹ, tức là mình cũng là có đại công đức, thì dĩ nhiên hào quang của mình nó cũng sẽ sáng. Thế nên đứa nào gần đây sẽ biết, hỏi mấy đứa ở đây đi. Trước khi gặp sư phụ đứa nào đến đấy sư phụ lụm ra cũng giống như con mèo ướt không? Có hả? À, mùa lem, mùa lú, không có trượt này, cũng bế bi nọ, leo cổ. Rồi tối nó leo lên bụng, mẹ ơi, con thương mẹ quá. Chỗ nó chết nào, nhiều lúc cũng quên đó, mà nó cứ đeo đầy á. Vậy sư phụ là sư phụ tiễn đi hết. Rồi có những gia đình ông ngoại bà ngoại chết không có chịu bỏ đi, cứ ở vòng vòng với con mình, làm cho mấy đứa nhỏ nó không có ngủ được thì nó không có làm bài được, thì cái học của nó bị giảm lại. Sư phụ phải tới nhà năn nỉ, bác ơi bác chết rồi, người âm kẻ dương, bác còn liếm tí con cháu làm gì, sư phụ đi nhiều nhà sư phụ làm được. Sư phụ tin bác cười hết, vui lắm. Cho nên những người xung quanh sư phụ là được clear mấy cái đó. Chỉ tội những người tiểu bang khác, những người xa không có cái phước đó, họ cũng sẽ bị cái đó. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ có một cách duy nhất, đó là tự mấy con phải đọc kinh. Ở phương xa không có đủ phước về Thiên Long Sơn thì phải tự cầm cuốn kinh lên đọc, và đồng thời treo dấu thiên tâm ở trong nhà để cho ông bà của mình cũng tu theo, rồi tự động ông bà mình đi. Thay vì ông bà của mình cứ đợi sư phụ tới đuổi đi không à, tại sư phụ tới là phải sợ phải đi. Thì những người có phước thì được như vậy, còn những người không có phước thì phải tự mình làm. Cũng giống như giờ con không có ở gần bệnh viện thì tự con bị đứt tay băng bó, tự con phải băng chứ sao vậy? Nó là y vậy thôi. Chứ phụ không có nói là mình không có cách, phải không? Ở Việt Nam cũng vậy. Ở những cái thành quê, vùng quê Việt Nam cũng vậy. Cũng phải tự biết cách để mình chữa bệnh, là lấy dấu thiên tâm treo trong nhà. Thời nay ai đeo dấu thiên tâm sẽ qua hết tất cả nạn. Và những củ quyền của mình, những vong linh, những bùa ngải, thiên linh cái và khôn ma thon gì đó, nó thấy dấu thiên tâm nó cũng đều kính nể, cũng sợ đó. Tại vì có hội đồng chư Phật và các vị tiên trời Thiên Long Bát Bộ. Dấu thiên tâm rất là màu nhiệm. Bữa hổm chư Phật cũng không có biết cái bác gì ngồi đây, chị gì á, mấy đứa con phỏng vấn, bữa tôi ba phỏng vấn đó, là dấu thiên tâm cứu người chết đi sống lại đó. Ủa bà cảm ơn, thật sự người đó tôi cũng mới gieo duyên thôi, cũng chưa biết. Không phải một người mà cái mùa Covid á, cả nghìn người á. Đó là lý do tại sao thiên tâm chúng ta có mấy chục triệu người. Là vì có tất cả các vị gia hộ theo dõi thiên tâm. Còn gần sư phụ thì dĩ nhiên những vị hộ pháp nè, đang đẩy đây nè, thần tiên nè, đều có thể. Ví dụ như con hôm nay muốn
theo họ thiên sư phụ kiệt nhận đi. Thật sự phụ không phải là nhận, mà mấy vị có cầm cuốn sổ sẵn rồi ok, tên gì? Thiên Thiên Cộng Sản phải không? Rồi theo thì mấy vị hộ pháp sẽ ghi tên vô liền. Tại vì nói chuyện với sư phụ hôm nay, gặp sư phụ không phải là gặp một mình sư phụ, mà gặp rất là nhiều vị. Thì những người nở Mỹ, những tiểu bang khác, họ có phước hơn. Đi máy bay thật sự mình lên mình ngồi ngủ một giấc, hay là lên đó đọc chừng 50 biến đại bi thôi, nó tạo cơ hội cho mình tu nữa. Thì mình tới Thiên Long Sơn rồi đâu có khó. Còn người Việt Nam ấy, mà qua tới Mỹ toàn là đại gia mới đi được. Người thường sao đi qua Mỹ được? Mà qua Mỹ giờ lại tổng lãnh sự quán của Mỹ mà xin cái visa đó, còn xếp hàng có cây số đó. Họ có độ phước bằng chúng ta ngồi đây. Thêm gì? Tiên con tới Thiên Long Sơn. Con du học ngày xưa ở bên Thụy Sĩ từ 1969. Và con có rất còn rất nhiều bạn ở bên Pháp, bên Âu Châu á. Và tại vì con cũng là theo học chương trình Pháp sư phụ. Rồi bây giờ con biết là sư phụ ra cái đạo này để mà giúp nước Việt Nam mình lên thịnh vượng. Bây giờ con tự hỏi là con muốn hỏi sư phụ là chúng con nên làm việc gì để mà giúp nước Việt Nam mình, tại vì đó là phần đông những bạn con ở bên Âu Châu á đều nói 2-3 thứ tiếng không. Ở bên đó là xứ nào cũng có bạn con ở bên đó, bên Âu Châu. Bên Mỹ thì tập trung ở California với lại San Francisco với Washington DC. Thành ra đó con tu theo đạo Phật Nhật Bản là đọc kinh Pháp Hoa sáng chiều được 41 năm rồi. Thành ra đó là con không có sân si giống như là hồi đầu. 41 năm cũng là một năm rất là lâu. Dạ, thưa con xin hết. Cảm ơn sư phụ. Cái đó là nhân tài mà người nào hiền đức sẽ phò Thánh Chúa lập hội Long Hoa và bản phong thần. Thì sư phụ cũng có biết ở ngoài kia rất là những người lỗi lạc. Hàng từ song song á, có những trường Sĩ Quan Đà Lạt, trường Thủ Đức, những bác HO vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe. Họ cũng đang khắp thế giới. Họ đi biểu tình này, biểu tình kia, cũng giống như ngọn đuốc nhỏ thôi rồi bị dập tắt. Và cả cuộc đời tranh đấu, cả một cái hoài bão cũng không bao giờ thực hiện được. Đó là họ chờ. Khi người nhân thật đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Khi sư phụ đi về, hải ngoại cũng thương, quốc nội cũng thương. Cộng sản càng thương là gì? Sợ chết. Và muốn ở lại để giữ chức thì sư phụ cho chức lại, người nào chánh nghĩa dân đồng ý. Tại lúc đó mình không còn cộng sản quốc gia. Còn mấy ông HO cũng vậy, cũng sẽ hết hận thù. Tại sư phụ đứng giữa, hey, mấy ông mà đánh mấy ông đảng, mấy ông không có được đốt củi, ông quýnh tôi trước, mấy ông đốt tôi trước. Tại vì tôi là tâm linh, tôi về phục lĩnh với cha. Cha đã nói những việc xã nghiệp không có được trả thù. Hồi nãy đầu đời sư phụ có nói tâm từ bi sẽ hòa hợp dân tộc. Thì những Sĩ Quan Đà Lạt cũng bây giờ cũng 70-80, cũng đi sắp xuống mồ, mang theo những cái kiến thức đó, uổng quá. Việt Nam mình đâu có trường đó đâu. Việt Nam chỉ có trường tham nhũng, trường dựa hơi dựa thế để mà làm giàu thôi. Thế nên tại sao đầu đời vô có nói, sau này bạn của con á, khi họ lấy cái đơn, khi đọc được cái cương lĩnh của sư phụ của Thiên Việt, họ về mặt đời từ cái cửa phía đông, cửa phía tây là có con ngồi đây đọc kinh. Mấy ông đó cửa phía đông kêu đọc kinh khó lắm, nhưng mà kêu an ban tới thế mà ông khoái lắm. Thầy điền cái đơn vô gửi về cho sư phụ, thì Thiên Đâm không được thì Thiên Việt, đúng không? Cho nên không ai mất phần não chứ, gán vô Thiên Việt đi. Thiên Việt sắp ra đời, Thiên Tâm năm
2017 tháng 3 ngày 16, cha ban lệnh xuống cho hội lập gia đạo Thiên Tâm. Hôm nay Thiên Việt sắp sửa ra đời để mà thu hút tất cả nhân tài thế giới, những người có chắc ẩn với con rồng cháu tiên, với nước Việt, để mà một đời người sống có ý nghĩa, không có bị mất đi. Những người tài ba sống dập dùi, rồi làm cũng không có đúng nghề của mình, rồi chết vất vưởng thành con ma, cô hồn các đảng. Tại vì khi mà có hoài bão mình không thành á, cận tử nghiệp, khi mình chết á, mình không có kem, con biết không? Tôi có tài, tôi yêu nước, mà tôi sống vào thời này, tôi không có làm được gì hết. Không có phải, sẽ làm được, sẽ có cách. Dạ sư thư phụ, con là Thiên Trang ạ. Dạ, Việt Nam mình có tên là Việt Nam, nhưng mà cứ khổ hoài. Thì con nghe đâu được trên YouTube một người nói Việt Nam, mà người Nam mình á, đọc chữ Việt không được, đọc thành chữ Việt Nam, thành cái khổ của dân mình nó cứ khổ hoài. Cũng dính dáng ở cái tên, con không có biết có đúng không. Vì vậy á, lúc mà sư phụ play Thiên Việt á, thì con cũng bâng khuâng, con cũng suy nghĩ, con muốn hỏi sư phụ, nếu mà Thiên Việt rồi sau này là thành Thiên Việt thì mình có sao không sư phụ? Chẳng nghĩa nó có Lạc Việt, Âu Việt, Mân Việt. Mình tới 100 dòng giống của Lạc Việt. Con nghe là mấy clip cũ sư phụ đi. Người Việt là người Việt. Người Việt là ngày xưa là ở từ sông Dương Tử về phân nửa nước Tàu bây giờ đó. Thì bị người Hoa Hạ họ lớn chiếm. Người Hồng Kông cũng là người Việt, người Tiều Châu cũng là người Việt, người Miên cũng là người Việt, người Mã Lai cũng người Việt, Kinh Đô cũng người Việt, cả Đài Loan và cả Philippines cũng người Việt. Nên nhớ, sau này sư phụ sẽ thành lập một cái liên bang gọi là thống nhất là tất cả các con của mẹ lại. Đó là lệnh của sư phụ. Cho nên Thiên là trời, Việt là con của vua Thần Nông, con rồng cháu tiên. Ngày xưa là ông Ngô Cơ làm sao, con nên học là lịch sử. Còn cái danh từ bây giờ á, là do những đứa nhỏ hôm nay, do ông Bùi Hiền vuông vuông tròn tròn. Cho nên Việt vẫn là Việt. Nhưng mỗi một quốc gia mà có một cái chân mệnh thiên tử á, thì được những cái về những cái tiên trời mà thông minh sáng suốt đầu thai vô nước đó. Họ cũng muốn đầu thai vô nước Việt để mà họ tạo đức, để họ về trời đó họ được lãnh chức ở trên trời như chúng ta nha, cũng lên lương lên chức. Họ cũng mong xuống nước Việt, chứ họ lúc đó họ cũng không mong đầu thai làm người Mỹ. Lỡ đầu thai làm Mỹ đen thì sao, có ngày đi quậy phá hoài sao đâu được. Cho nên người Việt là phải rất là hãnh diện trong lúc này, vì có sư phụ, có cha, có đức thầy đang đầu thai vào nước Việt. Cái thế hệ 18 tới 45 á, phải rất là thương sư phụ mới là đúng, thay vì đi ngược lại xỉa xói. Sư phụ không bao giờ giận họ, nhưng mà sư phụ tranh đấu cho họ. Sư phụ mang lệnh trời để mà xuống, để mà lo, vì họ là người trong tương lai. Chúng ta 10 năm ra 20 năm chúng ta là người thượng cổ á. Nhưng mà họ không có hiểu. Cũng giống như bây giờ con đi vô trong một cái chuồng bò, con lo săn sóc đó, mà nó có ủi đã cắn con á. Thế nên cái chữ Việt thì phải là V-I-E-T, không bao giờ thay đổi. Còn Thiên là con trời, con trời khai thiên. Thì cái đảng nó sẽ tên như vậy. Thì những ai mà có lòng chắc ẩn như nước non á thì nên nhớ, dù nói là làm, dù không phải nói đùa. Xưa giờ chúng ta nó bâng vơ rồi đó, xưa giờ chúng ta đặt nền móng rồi đó, chứ chưa xây nhà lầu. Bây giờ năm rồng thì chúng ta phải rồng cái câu gì, đứa nào đọc câu rồng vương vuốt gì đó đọc đi. Rồi bước đón chào thiên tử.
Hả? Ông đọc lớn lên coi. Rồng vương vuốt đón chào thiên tử, dựng lại đời chúa ngự Nam Bang. Rồng vương vuốt, vương tức là vuốt lên không? Cái vuốt là nanh vuốt không? Đón chào thiên tử, dựng lại đời chúa ngự Nam Bang. Tức là lời của Đức Thầy nói, năm nay năm con rồng. Sư phụ, là hồi xưa có một cái vị đánh cho cái bài nè, là đố ai biết được thánh phạm á, có ngày vuốt râu của rồng. Con nghĩ bài đó hả, nó đúng y chang luôn. Ngày nào sư phụ cũng ở trong phòng mà Xích Long bệnh tâm, trời vuốt râu của ổng. Con đứa nào có vô phòng sư phụ thấy không, giống không, y chang, cợt đùa đủ hạng, vuốt râu của rồng. Thật sự mấy ngày cũng có chút tết mấy con á, tôi nói chuyện cái gì mỗi ngày mà. Rồng vương vuốt đón chào thiên tử, lập lại đời chúa ngự Nam Bang. Tại sao không nói là Bắc hay Trung mà Nam Bang? Tại sao ông Trạng Trình ổng không nói là bảo núi thiên tử sức mà ổng nói là bảo giang? Phải coi lại nghe. Tại sao người Bắc là danh nhân, người Trung dĩ nhân, Nguyễn Nhân Thiệu, Ngô Đình Diệm, rồi Trần Hoa Nam, Đồ Đại Khái, những anh hùng của mình là miền Trung là dĩ nhân? Tại vì miền Trung chỉ có học vấn cao, chứ ruộng lúa là không có bao nhiêu, ở dưới thì eo hẹp biển, thì cho nên phải tranh đấu với bản thân. Thì cuối cùng là những nhà lãnh đạo lỗi lạc. Sau này người miền Trung giúp sư phụ rất là nhiều. Còn miền Nam, nhưng mà là công tử Bạc Liêu mà chẳng chơi đó nghe, lấy tiền đốt đi về, lấy tiền nấu nước, tỏ ra mình giả, tức là phải có máu anh hùng phải không, nhưng mà không chơi thôi, nói là bực á. Thầy tánh rất là hiền từ, từ bi hòa đồng, mới sanh ra thánh nhân. Thế nên ba cái đạo ra đời miền Nam, Cao Đài, Hòa Hảo, rồi tới đạo Khắc Sĩ, đều là miền Nam, để mà đón chào với hội Long Quang. Trước khi ông Trump đi đâu thì phải có tùy tùng xuống coi cái địa điểm đó, rồi lo trước mỗi thành phố đó. Trước khi cha xuống thế gian thì cũng phải có tiền binh hậu ủng. Trước khi một cái đại đạo Thiên Tâm ra đời cũng phải, cũng là như vậy. Tam giáo đồng nguyên. Trên đời này ai thờ trời thờ Phật đều là đạo Thiên Tâm, ai cũng kêu trời thì là con ông trời, thì phải biết thờ ông trời, phải biết cha là ai. Ai vui cũng kêu trời ơi, buồn cũng trời ơi, giận cũng trời ơi, chửi con cũng trời ơi, cái gì cũng trời ơi. Vì tại sao không biết cha vậy? Một đảng viên được lên chức mừng quá, trời ơi, đúng không? Rồi cái một đảng viên tự nhiên đi về, cái có một người chở một xe tiền đổ nha, trời ơi tiền đâu nhiều quá, đúng không? À, còn một bà vợ của mấy ông tham nhũng, trời ơi chị sao đưa tôi ít quá, tôi không có lo giấy tờ được. Cũng kêu trời, cho nhiều cũng trời ơi, mà cho ít cũng trời ơi. Thì tại sao không biết kính nể cha đi? Cha rất là từ bi á nha. Ông trời là có thật, quá thật luôn. Nếu không thật thì quả địa cầu chúng ta không còn đứng vững ở đây, đã bị người dĩa ô tàn phá, đã giết hết diệt chủng chúng ta rồi. Chúng ta so với người dĩa ô cũng giống như đàn gà đàn vịt thôi. Họ cũng thờ cha đó. Tất cả 3.000 hành tinh, người da thằng lằn hoặc là người da bóng láng mắt bự bốn tấc gì đó, không kiểu nào cũng đều là con trời. Chỉ họ ở một cái hành tinh đó, với cái môi trường đó, với cái khí hậu họ hít thở đó, họ tạo ra cái hình thù đó, nhưng mà vẫn là một cái linh hồn. Chúng ta là từ cõi Quan Âm Thiên xuống đây nha, chúng ta không phải là từ khỉ đầu thai như thuyết của ông Đê Bình nói.
Chúng ta là có thần hồn. Thần hồn nó đi từ những cái thành tinh này sang thành tinh khác. Các con cũng từ ở những thành tinh kia rồi mới chuyển về đây. Có đứa sư phụ coi cốt từ ở Bắc Cô Lô Châu đầu thai xuống đây là Nam Thiện Bộ Châu. Có đứa ở Tây Ngô Quá Châu hôm nay trở về đây. Có đứa thì khỏi Tứ Đại Thiên Dương. Có đứa thì từ ở dưới nước là Long Cung đi lên. Thì mỗi đứa đại tử ở đây sư phụ đều nói cốt hết. Là chính xác luôn á, y chang luôn á. Cốt của con Trinh là con rùa vàng, đúng là nó phải em Phạm Nhật Dưỡng. Phạm Nhật Dưỡng cũng là Kim Quy. Cho nên nó rất là giỏi, nhưng mà cái vỏ rùa nó hơi dậy á con, cũng hơi lì hả. Đứa nào sao không biết, nó hiện ra cái cốt hết á, thiệt á. Còn đứa nào cô tiên thì cũng yếu điệu không. Rồi có những đứa là cốt rồng. Thời xưa có quả địa cầu chúng ta cai quản bởi loài rồng. Có ngày ông Long Dương, cái ngày mà nhớ bữa nào ta ở bữa mà 30 tháng 4 làm lễ trên núi. Cái ngày Long Dương hiện về trước mặt sư phụ. Con có biết á, cái quả địa cầu này ngày xưa đó là cai quản bởi ta. Cái này nhạc phụ ở dưới nước làm sao mà là cai quản mặt đất được. Mặt đất là bốn vị tướng của cha, lích của cha, tức là Tứ Đại Thiên Dương, ông Bắc, ông Nam, ông Trung, ông Bắc, ông Nam, ông Tây, ông Đông là cai quản cái đất. Ông nói không phải, ngày xưa trên mặt đất á, là nước không à, không có cây cối. Sau này á, nước nó rút xuống thì lúc đó mới chia ra, chia cái cõi trái đất của chúng ta cho Tứ Đại Thiên Dương cai quản, còn mặt nước thì Long Dương cai quản. Nhưng mà thời xa xưa nữa thì chỉ có loài rồng cai quản của quả địa cầu này. Ông Long Dương á, cái đầu ông rồng nhưng mà ông mặc áo lông bào. Nhưng mà sau này á, sư phụ nói thôi giờ nhà phụ quá thân ra hình người, tự gì giống như mấy ông rồng của sư phụ á. Mấy ông là rồng lửa thiệt á. Hồi xưa lần đầu tiên mà mấy chục năm trước anh Bắc mà nhìn thấy Thích Long á, ổng quảng hồn la hét lên á, tại vì lửa khạc hà trong họng mà Thích Long mình á. Chỉ có mình Long thì một tiên nữ rất là đẹp mà trắng xóa không da trắng hết. Còn ngày Long Dương cũng vậy. Sau này ngày mới cho quá ra. Tại vì mấy vị mà về hiện gặp sư phụ á, từ ở trên trời bay xuống bự lắm, bự cái cây xuống. Thì mấy vị cũng xét đúng cái size cỡ tầm cỡ 6.5 feet 7 feet phải không, để cho dễ ngồi nói chuyện phải không. Thì mấy vị gọi là quá thân mà. Thì ông Long Dương á, ông quá ra cái chân dung, cho nên về sư phụ bỏ lên mạng á, ai mà ở gần nước á, cũng nên thờ ngài rất là linh. Con đứa đệ tử Mỹ Hạnh ở Phú Quốc á, thờ ông hiện về ông nói luôn á, tạ cho đệ tử con thấy luôn á. Ngài rất là hiện hữu với sư phụ. Sư phụ nói chuyện với nhạc phụ thường xuyên á. Con lần ông lên ông ngồi ông kể, trời ở dưới nước mênh mông mà các con, tức là nói sư phụ với mấy đứa hài nhi á, là ông lên thăm gái ông. Cái ngày mới nói trời ơi, Mỹ này có phước, thành phố rồi tòa nhà đồ sao mà lộng lẫy quá, có phước, ở dưới nước không có nè. Ông kể như vậy, muốn xin lại Hoàng Sa, muốn đi tắm biển Hoàng Sa, muốn lập cái miếu 100 họ ở Hoàng Sa, muốn lấy cái biển đảo 100.000 cây số vuông vòng vòng ở đó để cho dân miền Trung có sự sống, thì phải khấn ông Long Dương nè. Tại tất cả thuộc nước á, đảo á, là ngài cai quản đó nha. Thù nó thật á. Còn đất liền thì mỗi một cái nơi có những vị thần này thần nọ. Tại sao miền Bắc hôm nay có một cái lúc trước mấy vị nói có hồn thiên sông núi là hiện nguyên cái bản đồ mà hình bằng mây ngay chỗ mà lăng Ba Đình của Bác Hồ luôn á. Thì là ở Việt Nam nó qua nhiều đời vua đời chúa, cho nên những vị mà anh hùng của Việt Nam á, những miếu như miếu ông Mai Hắc Đế, miếu này miếu kia, miếu nhà Nguyễn, miếu nhà Lý, miếu nhà Trần, đủ các triều đình vua hết. Thì ở ngoài Bắc á, nó linh thiêng dữ lắm. Trung cộng muốn nuốt cũng khó lắm á.
ủng hộ chi sư phụ con đang ngồi đây. Nó không, nó nuốt của mình như là nuốt Tây Tạng rồi đó con. Bây giờ con nghĩ nước miên còn hay mất? Mất tiêu rồi. Từ đời nào cả Lào cũng vậy á, chưa có chánh thức tuyên bố thành một cái tỉnh Phúc Kiến thôi. Việt Nam mình á, bây giờ nhiều người không hiểu. Sư phụ người Tâm Linh, sư phụ nói chuyện như vậy trên tôi biết, thấy thân trong cộng, nhưng thật sự chúng ta đã đi hai con đường riêng rồi. Anh đi đường anh, em đi đường em. Mạnh ai nấy đi rồi con. Từ thời ông tướng hoàng vàng lên là đường ai nấy đi rồi. Trời ơi, bên đây sư phụ khấn dữ lắm. Tại mình làm sao mà cái nước mình bất chiến tự nhiên thành, mà không có đổ máu. Mà mấy ổng, ô bữa nay mặc đồ xanh dương giống người này quá không. Giờ hai ông tức Việt cộng mà với tức trong cộng ngồi gần nhau, con biết ông nào là ông nào không? Có ai giờ tài là biết ông nào là tướng Việt cộng, ông nào là tướng của Trung cộng không? Khó lắm đúng không? Thôi, có thiên tử sinh, từ từ mình hạ màn, nhưng mà mình biến chất, biến luôn cái màu áo. À, chỉ cần đổi áo thôi chứ đâu khó gì đâu. Nhưng mà phải chịu nghe lời chứ bộ, kìa phải tự tin kìa. Thật sự, chứ không phải con nghĩ là một cái đứa Việt mình đổi kiểu nào. Đảo chánh hả? Lấy súng về bắn hả? Không có. Hễ mà có một người chết á, là cha ký đầu sư phụ liền á. Đổi áo rồi con. Ok, sư phụ đói bụng rồi, ai hỏi sư phụ ăn cơm rồi, muốn nói nữa thì ăn xong rồi nói. Mấy con ăn cơm nha. Muốn hỏi ha, coi hỏi đi. Câu trước tiên là em hai vợ chồng ở xa, ở Seattle, Washington. Ok. Xuống đây cũng lần đầu tiên, cũng cha mẹ để cho một cái cơ hội để về đây muốn lên Thiên Long Sơn để thắp hương sáng nay lên thì nên đóng cửa. Có một cái chị hướng dẫn về đây hôm nay tổ chức lễ cha mẹ ở đây. Trước tiên là cũng cảm ơn như là tất cả anh chị em họ Thiên. Thì cũng qua nhiều năm qua thì năm 2019 cũng nghe lời anh đây cũng thắp hương quay về hướng Đông Bắc là để sinh ra là một họ Thiên. Thì em đây là Thiên Kiều, vợ là Thiên Trang. Hôm nay được cái cơ hội vợ xe đồ Washington xuống. Hôm nay cũng lúc trước là họ gì? Hồi trước là nguyên gốc là họ Lê. Ồ, quên họ Lê, họ Lê chắc là anh tính. Họ gì? Họ Đảng hay họ gì? Không có. Họ Đảng, mình có nhiều họ Đảng đệ tử đó. Đừng có ngại. Ngại thật sự không phải. Họ gì cũng được nha. Miễn đừng có cái họ gọi là họ cứng đầu là được rồi. Kiểu nào mình cũng ok. Rồi bây giờ là họ Thiên. Cái số mấy con cho lên, đứa nào lên lên lẻ tẻ đi. Chứ bộ đọc cái gì là ai cũng biết. Hỏi mấy đứa này đứa nào không biết. Nhưng mà bánh đây mình ăn rồi, trời nắng đây chiều lên chảnh chưa. Hỏi gì nữa tử? Dạ con là Thiên Mỹ Phương, đến từ Đà Lạt, xin kính chào cha mẹ và sư phụ. Con có một vài điều muốn thỉnh giáo sư phụ chỉ. Là những ngày mà lễ mẹ ngày 8, 18, 28 thì nếu mà con có thể cúng buổi tối được không, hay là cần thiết phải cúng buổi sáng? Và con có cần phải hướng về hướng Đông Bắc hay là trước hình cha mẹ? Bây giờ một người, nếu mà nói như con thì quá chắc. Một người, một đứa nghèo nó ở cái nhà trọ ở Bình Dương, chứ bẻo mà nó có hướng khỉ gì đâu. Cái giường ngay đó, cái nhà bếp ngay đó, cầu tiêu ngay đó, cái giường ngay đó. Mẹ chính cái tâm con thôi. Không cần giờ cũng không cần hướng không cần gì hết. Những cái tâm của con có bỏ thì giờ ở cha mẹ bao nhiêu là được rồi. Hiểu chưa? Dạ. Mà con thời con xin ông thổ địa cho mời các vị khuất mặt vô để cùng lại mẹ với con, cái đó có được hay là không được sư phụ? Lúc nào cũng có hết, cứ khấn tùm lum hết, không chúng vị này chúng vị khác. Nhưng mà có một điều Phật trời không phải chắc. Những nhà giàu nó có thể để cái đóng tượng Phật được, nhưng mà làm gì tưởng gì không cần biết. Nếu mà làm cho đúng phải để cao hơn cái ngực của mình. Nếu mà có đủ điều kiện, cũng giống như ở Thiên Long Cung, mấy con nhớ lại đi, lúc trước khi tượng cha tượng mẹ về Thiên Long Cung mình thờ không có đúng, nhưng mà lúc đó mấy vị không có nói. Sau này mình có bức tranh bức hình rồi thì mấy vị mới kêu mình làm đúng, đúng không?
chứ thật trời người ta mấy vị là cái computer của mấy vị hơn mình gấp triệu lần đó con. Mấy vị biết hết trơn á, lúc nào mình phải làm gì làm gì. Thì khi mình thờ mình miễn làm sao trên cái ngực, và nếu mà đủ điều kiện nhà lớn nè, và cái tầm nhìn của mình á, vị nào cũng thấy mặt là được, đừng có vị nào phía trước phía sau. Cũng giống như ở trên nhà bữa trúc của sư phụ, hồi xưa sư phụ đâu chỉ có hai vị mà theo hộ pháp sư phụ dạy đạo sư phụ đó, hòa thượng Đế Công với tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, đều có hai cái tượng ở trong đó. Nhưng mà cái sư phụ chính mà dạy cho chúng ta đạo Thiên Tâm á là Đức Quỳnh Phú Sổ, mà trong đó sư phụ là không có bàn thờ, cũng chẳng có hình nữa. Đứa nào có thì sư phụ xin cái hình để bắt đầu sư phụ để trọng, tại ngày hay dạy sư phụ. Ngày hôm qua lễ cuối năm từ bữa giờ Tết sư phụ cũng bận, cái hồ chỉ lấy cái ghế thôi để dĩa khoai, để cũng không có cái ly nào nó nhang nữa, để lấy mấy hộp chuỗi nào cái cắm nhang đại rồi với gói nước trà. Vậy đó mà đức thầy về, đức thầy lấy gỗ hai ngồi ăn mặc bộ bà trắng. Cái đó cũng là cái tâm thành, cái ghế đâu phải là cái bàn thờ đâu, nhưng mà đức thầy biết chứ bộ. Còn ở trên kia, nếu ai mà coi clip ấy, thấy được cái trưng bày của sư phụ ở trong cái nhà bữa trúc, trời Phật không có chấp con, cái lòng thành con tưởng nhớ mấy ngày bao lâu, tâm của con bền gan bền trí được bao lâu. Có đứa thì đọc kinh được 3 tháng rồi sao mấy, tôi không thấy Phật, không thấy mẹ, không thấy gì hết, tôi chán tôi bỏ, tìm đọc gì. Không phải không thấy, là mình bị chấp lên rồi mình lại bỏ cha bỏ mẹ. Tất cả các hồi thiên trên thế giới có thể chấp sư phụ, ồ sư phụ là thiên tử, dù xuống trần dạy đạo, sư phụ còn ca giống người đời, ôi tôi không tin sư phụ nữa. Đó là do con chấp. Còn sư phụ phải tùy theo hứng, tùy theo ứng xử theo cái môi trường đó. Giờ bác lớn tuổi Việt Nam không thích sư phụ ca, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó lì lợm, nó không thích nghe sư phụ nói, đường nào cũng vậy. Nhưng mà nhiều khi á, nó nghe ông nội này ca dở quá, cái nó ngồi nghiên cứu, rồi từ đó nó nghe được cái điển thanh của sư phụ, cái nó theo đạo mình. Được cái này mất cái kia, cộng lại giống như mấy đệ tử bữa nay, bữa hổm, hôm qua hôm kia, tuần rồi, Tết ở đây, ca. Thì sư phụ cũng phải rất vui, mỗi lần sư phụ lên là thấy môi trường nó khác đúng không? Năng động lên nữa, thì sư phụ cũng phải gán vui. Chứ giờ ở cái thế của sư phụ kiểu nào cũng bị nói, chỉ có cái kiểu là cái tâm sư phụ biết cái chuyện, mỗi một lời của sư phụ nói, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ đều có lợi lạc cho một cái tầng lớp nào đó thôi. Lớp nhỏ hay lớp trung lưu, lớp kiến cận hay là lớp mã tấu, hay là lớp cà gù cà gật, miễn sao là cuối cùng rồi chiếc thuyền bát nhã của sư phụ và đức thầy nó đầy là sư phụ thành công. Còn sư phụ làm kiểu nào mấy con đừng có chấp. Mấy con có bỏ sư phụ bỏ đi, lục cái sư phụ 3 ngày sư phụ cũng không bao giờ giận. Giống như mấy hạnh heo xanh, sư phụ cũng kêu nó về núi 3 ngày sư phụ la để cho con sửa lỗi thôi. Đã là sư phụ đại tử Thiên Tấn Kiệt, sư phụ nhất định đem mấy con về trời kỳ này, không có bỏ lại đứa nào. Cho nên con cứ thoải mái. Ok, cho sư phụ ăn cơm chút nha. Sư phụ muốn sư phụ nói nữa, sư phụ nói nữa.